Ba, con mới về hả? Con nhìn đi, ba tính chọn chỗ này chụp hình cưới của ba đó. Ba đã lớn tuổi rồi, cưới xin gì nữa mà cưới. Con sao vậy? Ba cưới vợ thì có làm sao đâu. Với lại ba ở dưới quê có một mình hả? Có thêm một người nữa bầu bạn lúc tuổi già thì có gì là không tốt hả con? Nhưng mà ba đã lớn tuổi rồi, rủi bạn bè đồng nghiệp của con họ biết chuyện á, họ sẽ cười nhạo vô mặt con. Ý của con là ba đi bước nữa làm con mất mặt với mọi người đó hả? Đương nhiên rồi, còn bên nhà vợ con nữa, ba phải nghĩ cho hai vợ chồng con nữa chứ. Thôi ba hiểu rồi, con về lại Sài Gòn đi. Ý ba là sao? Ý của ba là chỉ muốn con về đây nói cho con biết chuyện thôi, chứ không phải là hỏi ý kiến của con. Còn chuyện này ba sẽ làm theo ý của ba. Ba nói là ba hiểu rồi, ba còn tự muốn quyết định là sao? Nếu như con coi trọng cái nhìn thiên hạ hơn cái hạnh phúc của người ba này á, thì thôi ba con mình không còn chuyện gì để nói với nhau nữa hết á. Không được, mình phải tìm cách khác mới được. Em, có chuyện gì mà em kêu anh qua giờ này vậy? Mình chia tay đi. Em nói cái gì kỳ cục vậy? Tôi không muốn quen anh nữa. Nhưng mà tại sao? Có chuyện gì với em hả? Tôi chỉ nói anh đừng có làm phiền tôi nữa. Sao tự nhiên thay đổi 180 độ vậy? Mới ngày hôm qua em còn bình thường mà. Hay là anh đã làm gì sai với em đến mức mà em phải đòi chia tay vậy? Anh còn nhớ anh đã từng nói là sau này tôi muốn sao anh cũng không có nói gì hết. Bây giờ tôi muốn vậy đó, anh cũng không nên ý kiến gì hết. Không được, không được. Nhưng mà em phải cho anh biết lý do chứ. Anh đi về đi. Anh đi về đi. Tôi nói anh đi về đi. Sao tự nhiên đang yên đang lành vậy rồi chia tay? Tôi thấy suốt thời gian mà cô Hồng quen với chú, thấy cô vui vẻ lắm mà. Thiệt sự em cũng không biết tại sao nữa chị Hai. Không biết sao thì bây giờ chú phải chạy đi kiếm cổ hỏi thử còn sao, chứ bây giờ ngồi đây làm chi? Chú đã ghé quán cà phê của cổ chưa? Có rồi, nhưng mà ủa, em định đi đâu mà đóng cửa quán vậy? Tôi thích thì tôi đóng thôi. Anh đi về đi. Anh không hiểu tại sao tự nhiên em lại đùng đùng đòi chia tay anh vậy. Anh không hiểu gì luôn á. Có chuyện gì em phải nói rõ ràng với anh một tiếng chứ. Tôi với anh đã nói tiếng chia tay rồi, đường ai nấy đi, cần gì phải hiểu nữa. Rồi khi nào em mở quán lại? Chừng nào anh đừng tới làm phiền tôi nữa. Diễm Hồng! Chị Hai, chị coi có cách nào hay thì chị giúp em đi. Tôi cũng đang nghĩ mà chưa có cách nào hết nè. Bà Hồng là thiệt, tự nhiên thay đổi 360 độ là sao? Bà nói chuyện với cổ một lần nữa thử coi sao. Tôi nữa hả? Thì chứ ai giờ, bà đàn bà nói chuyện dễ hiểu hơn, không lẽ tôi. Ráng giúp em lần này đi, chứ cậu cứ tránh né em suốt như vậy, em không còn cách nào khác hết á. Chị giúp em nha. Chị Hai kêu em qua đây có chuyện gì không vậy? Uống miếng nước đi. À, dạ. Cảm ơn chị. Chắc là khóc nhiều lắm phải không? Nhìn hai con mắt sưng hết rồi kìa. Dạ đâu có. Em đâu có khóc gì đâu. Chắc là bụi á. Em đi đó qua đây bụi vô mắt em á chị. Đừng có giấu tôi nữa. Tôi nhìn á là tôi biết liền hả? Bộ cô với chú Vũ có chuyện gì phải không? Sao đang yên đang lành đòi chia tay nữa vậy? Chị kêu em qua đây hỏi chuyện này đó hả? Em nghĩ mọi chuyện tùy duyên thôi chị. Duyên phận tới đâu á thì mình hay tới đó. Mình có muốn cũng không được. Thôi đừng có nói cái chuyện duyên phận với tôi. Giờ nói nghe thử coi là cái chuyện gì mà sao tự nhiên chia tay chú vậy? Em nói chị Hai nghe. Chị Hai đừng có nói ai nghe. Cũng đừng nói cho anh Vũ anh nghe. Anh buồn nha chị. Tôi biết rồi, cô yên tâm. Chuyện vậy uống cà phê hả cậu? Ngồi đi. Cậu uống gì? Cho con một ly cà phê. À, đợi chút nha. Bà này phải chơi chiêu đánh đòn tâm lý thì mới được. Cà phê của cậu nè. Con là con trai của ông Vũ. À, vậy hả? Con có nghe ba con kể về chuyện của ba con với cô rồi. À. Con muốn nhờ cô giúp con một việc. À, được chứ. Con cứ nói đi. Cô giúp được là cô sẵn lòng mà. 10 việc còn được chứ đừng nói một việc. Chỉ cần một việc thôi là đủ rồi. À... Cô chia tay với ba của con đi. Tại sao vậy? Cô với ba của con đã lớn tuổi rồi. Đã ở không tới tuổi này rồi. Giờ lại còn yêu đương cưới xin làm cái gì? Người ta nói tới nói lui, cô không mất mặt hay sao? Cái gì á, nó cũng có cái giá của nó hết. Ba con á, vốn dĩ chỉ yêu mẹ con thôi. Chỉ vì một chút chóng vắng mà tìm tới cô. Chứ ông không có yêu đương gì cô đâu. Con cảnh báo cho cô vậy đó. Con về. Cô hãy suy nghĩ kỹ. Ổng đào hoa lắm đó. Cô Hồng. Lại là cậu hả? Lần này tôi về đây là để ngăn cản, nên không dễ dàng bỏ đi như vậy được. Tôi là người sống lương thiện, làm ăn đàng hoàng chân chất. Tôi với ba cậu yêu thương nhau thật lòng. Tại sao cậu lại ngăn cản chứ? Có thật như vậy không? Cô yêu ba tôi hay cô yêu tài sản của ông ấy? Cậu ăn nói cẩn thận chút nha. Chứ không phải hả? Cô với ba của tôi á, đầu đã hai thứ tóc, làm gì có chuyện yêu đương chính đáng nữa. Thứ nhất, tôi nói cho cậu biết, cái chuyện tình cảm không phải là chỉ với giới trẻ mới biết yêu đương, tuổi nào cũng có thể được hết. Cậu có ăn có học mà cậu không hiểu biết gì hết trơn. Thứ hai, tôi không muốn nói chuyện với người hỗn hào như cậu. Cậu đi đi. Cô Hồng, tôi nói cho cô hay rồi đó. Vì ba của tôi không chịu chia tay với cô, nên cô hãy chủ động chia tay trước. Đừng để thiên hạ dòm ngó gia đình tôi. Nếu cô là người hiểu chuyện, được như vậy á, tôi sẽ mang ơn cô suốt đời. Em thấy con của ảnh nói cũng đúng đó chị. Trời ơi, vậy là cái chuyện hồi trước tôi làm công tác tâm lý cho cô coi như là công cốc luôn rồi đó hả? Thôi, kệ con của chú đi, nó có cuộc sống riêng của nó. Còn cô chú có cuộc sống riêng của mình, chứ đâu có phải vì nó đâu mà cô lại làm tình làm tội chú Vũ. Tội nghiệp người ta chứ. Nhưng em không muốn vì mình mà hai cha con lại sức mẻ tình cảm rồi cãi nhau đó chị. Quan trọng á là chú Vũ chịu xích mích vì cô. Chú Vũ á muốn bảo vệ cô. Chú Vũ thương cô hết lòng vậy còn gì nữa. Tội nghiệp, bây giờ ngã bệnh luôn rồi kìa. Hả? Chị nói anh Vũ anh bệnh hả chị? Anh bệnh sao vậy chị? Trời ơi, bệnh dữ lắm. Đang sốt á, sốt cao nữa đó. Mà không sốt làm sao được. Cô nghĩ coi, ngày nào cũng qua bên quán cô mà đứng ở ngoài đâu có dám vô. Đó, rồi mà đứng từ sáng sớm cho tới tối mịt mới về. Trúng nắng, trúng gió, trúng mưa. Đó, vừa nằm luôn rồi kìa. Đợi em chút nha. Rồi đi đâu hả? Em về em pha ly nước chanh nước nóng mật ong đó chị. Rồi em đem qua chị chăm, chị cho anh uống giùm em nha. Ôi thôi, quan trọng á là chú Vũ cần có cô, cần cô bên cạnh chăm sóc kìa. Nhưng mà ảnh có con ảnh lo rồi, cần chi đến em đó chị. Trời ơi, Linh nó về Sài Gòn rồi. Mà nói nghe nè, con chăm cha làm sao bằng bà chăm ông. Trời ơi, nè, anh cần lấy cái gì em lấy cho. Anh cứ tưởng anh có chết, em cũng không quan tâm tới nữa. Có tầm bậy tầm bạ không à. Bệnh hoạn không được nói nữa. Im lặng đi, cháo cho ăn nè. Cháo hành Diễm Hồng là ngon nhất đó. Nè ăn đi nè. Để một chút xíu nữa đó em xuống em lấy cái chanh hấp gừng á, hấp mật á, chị Hai chị đang hấp á, để em xuống em lấy rồi về lát ngập hết ho liền à nha. Miếng này em xuống em lấy liền nha. Em xuống em lấy cái nha. Ôi trời ơi, tay anh còn nóng lắm. Em đừng đi. Cậu kiếm ai? Cho con hỏi, đây có phải là nhà chú Hai Lúa không? Đúng rồi. Cậu kiếm ổng có chuyện gì không? Dạ, con không kiếm chú Hai, Em đừng bỏ anh nữa nha. Nghe. Hết bệnh đi rồi hắn nói. Anh đừng có cái kiểu năn nỉ như hồi còn con nít nữa. Nè, ăn đi. Tình cảm đâu có phân biệt tuổi tác đâu em. Nhưng mà rõ ràng em rất thương yêu anh mà. Sao? Tại sao vì người khác mà em phải đối xử với bản thân mình như vậy? Hả? Đó không phải là người khác. Nó là con của anh. Tôi nghe cô Hồng nói là cậu đã cản hai người rồi. Cậu còn về đây làm chi nữa? Dạ, con giận nên mới lên Sài Gòn. Nhưng trong lòng không thấy yên, nên về lại để tiền bề chăm sóc ba. Chú Vũ á, ông tức cảnh sanh tình mới đâm ra vậy, chứ có đau ốm bệnh hoạn gì đâu. Cậu cũng thấy rồi đó, chú Vũ ông cần á, là cần tình cảm của cô Hồng. Nhưng mà... Cậu á, cậu nghĩ cô Hồng tham tiền, tham của nhà cậu mới thương ba cậu. Cậu nghĩ vậy là sai rồi đó. Trời đất ơi, cô Hồng á, cổ cũng đâu có nghèo khổ gì đâu. Cổ có quán cà phê bự tổ bố đó. Cổ cũng có tiền nhất gì ở cái xứ xẻo lá này chứ. Đâu có cần tiền bạc gì gia đình cậu đâu. Cổ cần á, là cần tình cảm của ba cậu á. Con... Anh chị hai. Ngồi đi cô Hồng. Ngồi đi cô. Dạ. Ngồi chú. Chú Vũ ơi. Ba, cô Hồng. Cô không cần thứ của cải gì gia đình con hết á. Cái cô cần á là cô cần ở gần ba con thôi. Thôi, mấy người đây tự nhiên nói chuyện nha. Tôi vô trong nằm nghỉ chút. Sáng giờ đứng cũng mệt quá. Thôi tôi cũng phải đi nấu cơm đây. Em cảm ơn anh chị hai. Bà tin là ở dưới suối vàng, má của con sẽ đồng ý cho ba có người để bầu bạn. Cô Hồng là người bạn tâm giao của ba lúc còn đi học. Hôm nay có duyên gặp lại, ba muốn làm bạn với cô ấy đến cuối cuộc đời này. Ba, thấy cô Hồng chăm sóc ba như vậy á, con cảm thấy hổ thẹn. Con đã biết con nghĩ bậy rồi. Con xin lỗi ba. Con hổ thẹn với chính lương tâm của con, hay là con hổ thẹn với xã hội bên ngoài kia? Không có con. Thôi, hai cha con đừng có tranh cãi nữa. Linh nè, con yên tâm đi. Cô hứa cô sẽ chăm sóc cho ba con suốt đời. Con yên tâm, đừng có lo lắng nữa nha. Con xin lỗi cô. Con đã sai rồi. Mấy bữa trước con có nói gì quá đáng, cô tha lỗi cho con. Giờ thì con mới hiểu câu con chăm cha không bằng bà chăm ông là như thế nào rồi. Ba với cô Hồng á, tha lỗi cho con nha. Con nói như vậy ba còn nghe được đó. Con ở xa, ba con ở một mình, cô Hồng chăm sóc ba con giùm con nha. Con cảm ơn cô Hồng. Yên tâm đi. Ê dạ. Trời Phật Thánh Thần ơi, tôi nhớ sáng bà đi chợ sớm lắm mà tới giờ này bà mới về tới là sao hả? Trời, trời chiều nay chắc mưa lớn dữ à. Nay có người trông tôi ha. Trông bà muốn chết luôn vậy đó. Trông bà về đặng bà thấy chỗ tôi nè. Bà thay tôi bà trực nè, đổi ca nè, đặng tôi đi uống cà phê. Ngồi sáng giờ ghiền cà phê muốn chết, chờ bà quất một cái nửa buổi. Vậy là mừng hụt. Tưởng nhớ tôi chứ. Đi đâu đi giữ thần thiên địa hả? Nó ra chợ tình cờ gặp con Lượm. Nó kéo lại nói chuyện nên về hơi trễ. Lượm nào nói chuyện dữ vậy? Trời đất ơi, bà con ông mà ông không nhớ hả? Bà hỏi ngộ quá, bà con tôi á, hết nửa cái xứ xẻo lá này sao tôi nhớ cho nổi. Thì con Lượm á, là cháu của dì ba đó. Con của con Bảy. Trời ơi. Vợ thằng Út Mót á ông. À, vợ chồng Út Mót đó hả? Ừ. Bữa gặp lại nói chuyện gì mà giữ thần thiên địa vậy? Nó tính là qua nhà mình nè, nó mời thiệp mà đầy tháng nào con trai nó. Mà sẵn gặp tôi thì nó đưa thiệp luôn đây nè. Ủa, tôi nhớ mới thôi nôi đứa nào để rồi bây giờ đầy tháng nữa hả? Đâu, nó thôi nôi là nó thôi nôi nhỏ con gái, gái lớn. Giờ đầy tháng là đầy tháng thằng Hoài, thằng nhỏ. Đứa thôi nôi, đứa lâu đầy tháng nè. Mà ông coi vợ chồng nó đặt tên thấy cũng vui ha. Dạ. Đó thì là thằng chồng á tên thằng Mót, con vợ tên Lượm, đúng không? Rồi đứa lớn thì con gái có, thằng nhỏ là tên thằng Hoài. Ông giáo coi kìa, Lượm Mót có Hoài. Lượm Mót có Hoài dễ thương ha. Nó tên Lượm, nó phải kiếm thằng chồng tên Vàng đó, Lượm Vàng. Rồi thí dụ đẻ con đầu thì đặt là Kim Cương, rồi thằng sau đó là Ngọc Trai hay gì đó, không thì nó mới giàu được. Lâu ông không à, duyên nợ duyên số làm sao mà lựa cái gì. Nó chơi với nó vui vậy chứ. Mà sao thằng Bãi Cò mình với con Hai Nhái nó cưới cũng lâu rồi mà sao tôi không thấy gì hết trơn ha. Có khi là nó ngừa không ông? Cái đó bà hỏi nó chứ bà hỏi tôi sao tôi biết. Bà hỏi toàn câu khó không nghe. Đây cái thật. Ông để yên coi, sao ông lắc hoài sao tôi coi được. Bà làm như tôi muốn lắc lắm vậy. Nó mỏi tay nó gần chết rồi. Thôi bà cầm luôn đi. Tía má con mới qua. Cho con rước thằng nhỏ. Thằng Bảy Cò nó rước rồi. Bộ con chưa gặp ha? Dạ chưa. Bị con mới đi làm về. Sẵn con ghé đây con rước luôn. Vậy thôi con ngồi đây chơi với tía má. Trời. Thôi đi về bển lo cơm nước cho chồng con đi. Ở đây làm chi? Đúng rồi đó con. Về nấu cơm nước cho tụi nó đi. Thôi còn sớm mà tía má. Nè, đừng có thấy chồng mày nó cưng mày quá rồi, biết mình lần ha. Con biết rồi. Nè. Dạ. Tôi thấy Bảy Cò đó, nó thương nít quá. Ấy, hai chồng tính toán rồi sanh đứa đi rồi cho thằng Bảy Cò làm cha. Thì cũng có một đứa con cho nó ẩm bồng rồi đó. Bà nó ngộ ghê. Cái dù gì thì con ruột vẫn hơn. Vợ chồng cưới nhau phải có con. Cái đứa con là cái sợi dây liên kết giữa hai vợ chồng. Chị hiểu chưa chị Tư? Hả? Dạ, mấy cái chuyện này á tụi con để cho nó tự nhiên. Với lại chồng con anh cũng chưa có hối. Rồi anh chị xui vẫn có hối không? Dạ cũng không luôn. Ông lo cái gì? Tụi nó còn trẻ mà. Từ từ. Với lại bây giờ á nó đang làm hướng dẫn viên. Vậy tự nhiên mang cái bụng bầu đó còn làm gì được. Giờ sớm cũng đẻ, muộn cũng đẻ. Thôi giờ tính đẻ đi là cực lần một thôi. Ông nói hay quá ha. Rồi đẻ ra rồi ông giữ nha. Tôi giữ cho. Tôi còn muốn con đàn cháu đốc nữa. Thôi. Vậy mà tía má không gây cho được nữa. Thiệt tình luôn á. Thôi con đi về. Thưa tía má mới qua. Thế má kêu con qua có chuyện gì vậy? Má mày kêu mày qua để hỏi mày chuyện gì kìa. Trời ơi, thằng nhỏ đang ngủ, con phải ẵm gửi qua tí má vợ con chạy qua đây liền nè. Này này, mệt uống miếng nước này nói. Má mày kêu mày qua để hỏi chuyện gì đó. Mày nó qua rồi đó, hỏi gì hỏi đi. Đỡ mệt chưa? Dạ, dạ đỡ rồi má. Bình tĩnh nghe má hỏi nghe không? Dạ. Bộ hai vợ chồng con ngừa hả? Chích ngừa hả má? Không. Ngừa cái vụ kia kìa. Vụ gì? Trời đất ơi, bà hỏi thì bà hỏi đại ra đi. Bà làm gì bà nhấp nha nhấp nhữa chứ, con cái trong nhà không. Nhưng nó tế vậy cũng phải từ từ mà nói chứ. Vụ gì vậy tía? Cái vụ mà ngừa thai đó. À, dạ không. Thì chuyện nào có thì có, hên xui đi. Bình thường quá không? Dạ. Nói vậy là không có ngừa phải không? Dạ không. Ồ, mẹ ơi, vậy là hên quá rồi. Má tưởng ngừa chứ. Nói nghe nè, con đem cái thuốc này về, biểu nhái nó sắc cho con uống, nghe không? Thuốc bổ đó. Được không bà? Ông này, sao không được? Cái thuốc này á là má tới nhà thuốc, má nhờ thầy sắc đàng hoàng á, mà thầy có dặn á, bây giờ đem về sắc cho đàn nam uống trước, rồi tới chừng đàn nam mà không ổn không xong á thì mình mới sắc cho đàn nữ uống. Thế nào cũng có tin vui hà. Chia tía 2 thang bảy. Ông này tủ lao. Ừ? Em đang sắc thuốc hả? Ừ. Chắc sôi rồi á nên nó mới thơm vậy. Ủa anh, mà thuốc đó là thuốc gì vậy? Thuốc á, má sắc cho vợ chồng mình uống để mà có tin vui. Chúng hồi ăn cơm xong cái anh uống thuốc rồi vợ chồng mình đi ngủ. Cái gì đi ngủ? Trời còn sáng trưng mà tự nhiên kêu đi ngủ. Ừ, thì mình ngủ chứ. Không hợp với ăn giùm tôi gái. Không nhận, cho hôm nay á em nấu món nào cũng ngon á, toàn má ăn thích không à. Ngon thì ăn đi. Em sao vậy? Sao tự nhiên em khó chịu trong người quá à. Thôi em không ăn nữa đâu. Ừ, thôi vậy em vô trong nghỉ đi. Chúng hồi anh mua thuốc cho em uống. Vậy em vô nghỉ nha. Dạo này á, cái homestay mình nó cũng vắng khách rồi, không có nhiều đông như trước nữa con ha. Dạ, con thấy nó cũng tùy đợt à má ơi. Có bữa thì nó đông, có bữa thì có khách luôn vậy. Má thấy gần đây á, thường á là khách trong nước nhiều, không có khách nước ngoài. Không ấy, con ở bên nhà lo cho 2 đứa nhỏ đi. Hai đứa nhỏ là anh Bảy Còi thằng Cóc á hả? Tại vì má quen miệng rồi, ở nhà cũng kêu thằng Bảy Cò là thằng nhỏ này nhỏ kia không à, rồi quen miệng. Rồi. Má nghe cái mùi xoài nó chua vậy mà sao con ăn má thấy tỉnh bờ. Không chua hả? Dạ không, nó ngọt liệm hả. Hôm nay má mua sợi ngọt hay sao á, má thử miếng đi nè. Ăn thử miếng ngon á. Ngọt à. Mẹ ơi, chua quá sao con ăn được hay vậy? Ngon mà, ngọt. Ngọt à. Ngon. Nhái. Dạ. Hôm ra giờ con có nhớ sắc thuốc cho thằng Bảy Cò nó uống đủ không? Uống đều không? Dạ có. Anh nói thuốc bổ nên sắc thường xuyên cho anh uống luôn. Vậy rồi cô thấy trong người con nó làm sao? Dạ con thấy trong người con á nó khó chịu sao má. Rồi lâu lâu con còn mắc ói nữa. Không, mà mắc ói hoài luôn á. Vậy là trúng rồi. Trúng gì má? Trời ơi, cái triệu chứng đó là cái triệu chứng, trời ơi có tin vui rồi. Má nói thiệt không má? Thiệt, chắc chắn luôn á. Ê, bãi coi. Dạ. Ơi. Dạ má kêu con gì má? Con nhái, nó có thai rồi đó. Cảm ơn em, cảm ơn mày vợ của anh trời ơi. Buông ra, thả nó ra. Ủa vợ con mà. Trời ơi, nó đang có thai mà con ôm như vậy nó ngộp, nó khó thở đó. Xin lỗi. Dạ. Em có thai thiệt hả? Má nói vậy á? Chắc chắn là có rồi đó. Mẹ ơi, má tới 3 đứa con rồi mới biết mà. Tao đẻ mày ra bộ tao không biết. Giờ không tin phải không? Bây giờ mình chạy ra tiệm thuốc tây á, con mua cái que thử thai về thử là biết liền. Anh đi đâu vậy? Dạ dạ thuốc tây. Vui quá. Sắp được làm cha rồi. Con ơi, con. Em ơi, xong chưa em? Sắp xong rồi, chờ em xíu. Con. Mình sắp được làm cha rồi, sướng quá. Sao em? Vậy là đâu có con cò con hả? Dạ, nghe má. Bãi cò hả con? Sao rồi con, thử chưa? Dạ rồi. Thử rồi hả? Rồi sao, kết quả làm sao? Dạ không. Con có nói con nhái nó làm đúng cái hướng dẫn chưa? Má hỏi em á, có làm đúng theo hướng dẫn không? Dạ đúng. Kỳ vậy ta, sao làm y chang mà không có. Ê, bây giờ vậy nè, hay là con đưa nó đi bác sĩ đi, khám một cái nữa cho chắc ăn. Dạ. Chút hồi con chở vợ đi khám. Đi nha, rồi chừng nào có kết quả báo liền cho má hay nghe không? Dạ. Em nghe má nói rồi đó. Anh chở em đi khám nha. Ôi trời. Sao mà chờ hoài không thấy nó gọi điện về báo tin gì hết trơn vậy kìa. Cái gì cũng từ từ chứ. Thì ngồi để chờ chút đi coi nó báo rồi sao. Nó làm gì mà nôn nóng dữ vậy không á. Nôn chứ sao không nôn. Mà tôi nghĩ á là chắc á là hai cái đứa này nè nó không biết cách sử dụng cái que thử thai, cho nên kết quả nó chưa có chính xác đó. Thôi đi bà thầy ơi. Bày đặt nổ. Sanh 3 đứa. Cứng nghề, kinh nghiệm. Không có trật đâu. Tôi thấy cái triệu chứng của con nhái nó như vậy á là chính xác luôn á. Ở đông cười tôi. Bác sĩ chưa có kết quả mà. Chờ đi. Đây nè, nó gọi nè. Chắc chắn luôn. Alo, bãi cò hả? Má nè, sao rồi? Dạ, bác sĩ nói vợ con bị đau bao tử. Ủa, nói vậy là không có thai hả? Dạ không, thôi con cúp máy chở vợ con về nghe má. Xong rồi không? Kỳ vậy ta. Đoán hay quá bà thầy ơi. Đàn nam như vậy là không được rồi. Trời, đàn nam rồi. Bây giờ mình phải chuyển qua bồi bổ cho đàn nữ. Chắc chắn sẽ được. Ông, tôi nghĩ là chắc bãi cò mình á, nó bị đàn lép đó không? Không dám lép đâu bà Tư. Trời đất ơi. Con tôi sanh ra hả, toàn là cực phẩm không. Bà thấy không? Mỗi một đứa có một cái nét đẹp riêng, không đứa nào giống đứa nào hết. Kinh nghiệm đầy mình. Nhưng mà chuyến này á, chắc là tôi phải biểu hai đứa nó đi khám sức khỏe sinh sản đó ông ơi, cho nó chắc. Khám cái gì mà khám? Bà hốt thuốc của ông Bảy uống ra bên tôi uống cho. Bà thấy. Wow. Anh uống đi. Uống hoài có thấy tác dụng gì đâu. Má dặn anh phải uống đó. Thôi em uống đi cho nó bổ. Tào lao. Thuốc là của đàn ông con trai, tôi đàn bạn gái uống chi. Vậy để đi, chúng hồi anh uống. Nhưng mà nhớ uống cho nóng nha, chứ nguội nó không có tác dụng. Biết rồi. Anh, má nói là nếu mà hết đợt thuốc này á, hai vợ chồng mình không có kết quả thì phải... Sao? Phải đi khám sức khỏe sinh sản á. Anh khỏe mạnh nên không cần khám gì hết trơn á. Anh khám hồi nào biết khỏe mạnh. Nóng. Chị được chưa? Khỏi khám ha. Uống một chút à. Vừa lòng chưa? Ê. Trời ơi. Lẹ em ơi. Chết rồi rồi. Sao vậy nè? Bên lại. Giữ chặt nha. Bà, mới mốt đừng bà đặt lại lai tôi nha. Thì hốt bà có thuốc tầm bậy tầm bạ gì cho nhỏ uống vô. Ý là chảy máu mũi không sao đó. Lỡ có chuyện gì sao? Bà hồi đó cũng vậy, tự bào chế thuốc. Xém chết ta giờ bỏ nghề, bây giờ chịu qua đi hút thuốc. Tự nhiên la tôi ngon lành hả? Thế này á là tôi bóc thuốc ở nhà thuốc có uy tín đàng hoàng. Nhà thuốc lớn đàng hoàng đó. Lương y người ta giỏi lắm. Chứ có phải lăn băm gì đâu ông la tôi. Tôi không có nói là lăn băm. Nhưng mà thể trạng mỗi người mỗi khác chứ. Đâu có phải ai cũng chịu đựng được qua cái đồ bổ đó đâu. Tẩm bổ mà không đúng cách á, tẩm bổ nhiều quá nó nóng á, quả nó giọng lên đầu, khùng luôn. Thôi tiếc, tại má thương vợ chồng con nên vậy thôi. Dạ. Gì cũng la. Thôi con mời tí nó ăn cơm. Mà bệnh bao tử của con á, hổm rày giờ hết chưa? Dạ con hết 2 tháng nay rồi má. Vậy hả? Đau bao tử á, nhớ ăn uống điều độ nha con. Dạ. Dạ, tại vì lúc trước á, vợ con thức đêm thức hôm, ăn uống bất thường cho nên mới bị như vậy thôi. Cá con luôn. Dạ. Em có sao không? Bị sao vậy? Rồi, kiểu này là chắc bị đau bao tử lại rồi đây nè. Còn thuốc không? Dạ, khám rồi bác sĩ cho mấy cái cử uống hết rồi. Giờ đâu có đâu tiếc. Ông ấy mệt quá, vô buồn má nằm đi con. Để anh đưa em vô buồn, rồi chiều anh chở đi khám. Thôi, anh ngoại đi tí má đi, em vô được được. Giờ thôi con đi vô nghỉ, tí má ăn cơm nha. Vô nào nghỉ đi con. Nghỉ đi con. Gì đâu. Thôi, ăn cơm. Cơm đi rồi coi chở vợ đi khám hay không? Dạ. Ăn đi ăn. Tiếc. Ừ. Kỳ này á, con tính trồng thủy canh đó Tiếc. Hả? Được á. Nếu nghe nhiều nơi người ta cũng làm kiểu đó khá lắm á. Dạ. Nhưng mà muốn trồng đó phải tìm hiểu cho nó kỹ. Dạ. Tại con thấy một tí nó trồng rồi, cây phát triển nhanh, cây xanh tốt, chất lượng cao, đặc biệt nha Tiến, năng suất nó cao hơn là trồng theo kiểu mà truyền thống á Tiến. Vậy làm đi, cái nào không hiểu á qua hỏi một tí, nó có làm rồi nó biết, hỏi nó chỉ cho. Dạ. Bánh nè ông, bánh đi con. Dạ, cảm ơn má. Sao con không chở nhái nó đi khám bệnh? Dạ, hồi nãy con có đòi chở mà vợ con thôi, em đi khám mình được rồi. Lần sau á là nhớ phải chở vợ đi nghe không? Dạ. Vậy kìa nhái, về rồi hả con? Trời, phải coi khám bệnh gì có gì không mà thấy buồn hiu vậy con. Tía má con mới qua. Gì vậy? Gì vậy? Sao mệt dữ vậy con? Ủa, em đi khám bệnh bác sĩ nói sao? Vậy là bao tử tái phát lại hả con? Không sao đâu, cái bệnh này nó cũng nhẹ lắm, mình gán thuốc đều đặn là hết à. Nhưng mà bác sĩ không có cho em uống thuốc. Trời đất ơi, bệnh mà không cho uống thuốc gì? Ủa sao vậy? Dạ, tại... Ủa, tại sao mà ổng cho em uống thuốc? Tại... Tại sao? Tại em có thai rồi. Hả? Miền ơi, trời ơi, lúc nãy nó biết chọc tía má luôn kìa. Con có thai rồi tía má. Có thai rồi. Miền ơi, vui quá ông ơi, mình sắp có cháu rồi đó. Trời ơi, phải uống thuốc má mày hốt không không? Dạ chắc vậy á tía. Em vui quá. Cảm ơn em, cảm ơn em. Từ để sắp tới á, con không cần phải qua đây đâu, cứ ở bên nhà nằm đó mà dưỡng. Ủa tía, mới có tin vui cái tía đuổi việc vợ con là sao tía? Đuổi cái gì, tao còn tăng lương cho nó nữa nè. Kể từ hôm nay bắt đầu được lên lương nha. Trời ơi, thiệt hả tía? Trời đất ơi, tổng giám đốc hứa mà, hứa là phải làm chứ. Dạ con cảm ơn tía. Con chuột vàng, ý là con cò vàng. Nhưng mà nhớ nha, nhớ nhắc thủ quỹ á, tăng lương cho nhỏ nghe. Chắc chắn là tăng lương rồi. Sộp quá vậy ta. Trời đất ơi, tổng giám đốc sắp có cháu nội nữa, không sộp sao được trời. Rồi nay cơm với cải canh cải không vậy hả? Ồ, ai gọi vậy? À, bảy cò. Alo, tiếng nghe nè con. Hả? Cái gì? Thiệt hả? Trời ơi, chắc chắn phải không? Được rồi, cúp máy, nói chuyện sao ông cái gì? Ai gọi mà ông vui vậy? Trời ơi, thằng mấy co nó gọi nó nói gì mà ông mừng dữ vậy? Nó nói con nhái có thai rồi, quá vui. Hả? Con nhái có thai? Ừ. Thiệt không ông? Nó mới đi thầy nè. Trời ơi, tôi vô đốt nhang xin tổ tiên phù hộ. Ủa nhớ không ai nói không thích có thêm cháu mà ta. Dù gì cháu tôi phải thích chứ sao không thích. À, biết nghe không nói vậy mà. Tôi nói á là tôi nói là không có ép tụi nó là phải có liền. Ừ. Chứ bây giờ có rồi thì phải mừng chứ sao. À. Thôi tôi vô tôi đốt nhang. Ông ngồi nha, tôi vô đốt nhang liền. Trời, cô bà kìa. Trời ơi, có một đứa cháu rồi, bây giờ thêm một đứa cháu nữa. Quá vui luôn. Tèo sinh ra mang được 2 tiếng con nhà nghèo. Qua bao nhiêu năm không đòi thai, lớn lên Tèo nghèo. Dạ nghe chú Hai ơi. Mày có bận gì không Tèo? Dạ không, con đang rảnh á. Không vậy qua chở tao đi công chuyện chú coi. Dạ. Ủa chú Hai đi đâu ạ? À? Đi lên thị xã coi ba cái phân bón hữu cơ mới coi sao mua về bón ba cái lúa nè. Dạ, dạ dạ, vậy để con qua liền nghe chú Hai. Dạ. Một tài xế xe ôm bị dí dao cướp xe. Khoan chú Hai. Thôi tự nhiên nay con không chở được rồi. Không biết chú Hai kiếm người khác chở không con nha. Trời đất ơi, cái xứ này tao có biết ai đâu kêu ngoài mày ra. Rồi mày sao không chạy? Tao cứ mày chạy, cứ trả tiền mày chứ chạy không công đâu mày chê mày. Không phải con chê, tại vì nãy con rảnh, cái tự nhiên giờ con hết rảnh rồi chú Hai. Chú Hai kiếm người khác chở giùm con nha. Mày qua đi uống cà phê đi, tao trả tiền cho. Chú Hai thông cảm con nha chú Hai. Tèo, Tèo, nói tắt máy là tắt liền à. Anh Hai, Anh gọi cho ai mà không vui vậy anh Hai? Tụi quỷ thằng Tèo chứ ai vô đây. Sao vậy anh? Kêu chở đi công chuyện. Nó rảnh. Bây giờ nó không rảnh. Nó kêu kiếm người khác. Tôi hỏi coi xứ này tôi kiếm ai ngoài thằng Tèo ra. Anh Hai biết không, nó bận hay không bận gì nó cũng không chạy hết á. Ủa nó bỏ nghề xem đo mà hả? Hình như vậy á. Bỏ nghề không đo mà nó làm nghề gì? Em không biết á, cả tuần nay nó như vậy á. Ai kêu nó không chạy, dù cho nó ở nhà nó cũng không chạy. Không biết sao nữa. Nó có bệnh gì không? Bệnh đâu bệnh. Nó mới qua hôm kia nó ghé đây rồi nó rảnh khỏe re, có gì đâu là bệnh. Kỳ ta. Em tính đợi anh qua đây uống cà phê em hỏi. Ai về anh cũng không biết gì hết trơn. Mấy bữa nay tôi có gặp mặt, gặp mày gì nó đâu. Hay nó bị thất tình. Ồ, thất tình vậy thằng đó. Nó bị bồ đá cũng nhiều lần rồi. Nhưng mà vài ba bữa là thôi à. Trở lại bình thường, không có gì hết á. Kỳ này nó làm sao á. Kỳ ta. Viết cái bản sửa xe cũng sai chính tả nữa. Rồi Tèo. Ôi, mày không biết gì mày ơi. Tao cố tình viết vậy á, cho ai đi ngang thấy cái sai chính tả là tao nhớ tới tiệm sửa xe Tèo liền. Rảnh không? Rảnh. Ngồi chơi. Ê, ê, chở tao qua xóm địa coi tôm cái coi. Xe ở đâu mày không đi, đừng không kêu tao chở. Trời ơi, hôm bữa té xe banh chành hết, giờ tao gửi đi bảo dưỡng rồi. Lâu lâu tạo công ăn việc làm cho bạn bè, kiếm thêm thu nhập. Chở ơi. Kiếm thu nhập hả? Ờ đi. Ngờ nghe. Thôi không đi rồi. Ê, nay không nhận khách nữa. Mà nè, giận tao hả? Bạn bè có gì giận thì nói đi. Tao bị té xe mặt mày cỡ này còn không thương. Giận tao nói đi, giận gì vậy? Ai giận mày mày ơi? Vậy sao không chở? Tao không muốn chở. Giờ chạy xe tao không? Không chạy tự đi bộ đi. Thôi đi bộ chắc ăn. Không chạy thiệt luôn hả? Thôi chạy mất công nữa. Không chạy thôi. Thêm hai xe ôm trình báo bị khách dẫn vô đường vắng rồi khống chế lấy xe và tài sản. Tư. Gì vậy? Ông gọi điện cho ông Tèo á, nó qua nó chở tôi đi chợ coi. Trời đất ơi, có điện thoại trọng sao ông gọi kêu tôi vậy? Thì ông thường gọi nó, ông gọi giùm luôn đi. Bà không thấy tôi đang bận hả? Giờ cứ gọi giùm ông mày nói. Gọi thì gọi. Alo. Chú Tư nè. Mày qua mày chở thím Tư mày đi chợ cái coi. Ủa sao hả? Thôi biết rồi. Thôi ha, cấp máy à. Ừ. Sao? Nó qua liền không ông? Liền cái gì? Nó không có qua được. Nó mệt, nó bệnh gì rồi. Bệnh? Hôm trước á, tôi cũng kêu nó chở tôi đi đám giỗ. Nó cũng nói chở không được. Ôi sao kỳ vậy ta? Thì nhiều khi nó bệnh, nó bận thì nó nói vậy chứ gì đâu. Thôi được rồi, để tôi chở bà đi. Ủa? Hồi nãy nó đang bận mà. Thì tôi nói tôi bận. Mà giờ không có người chở thì tôi chở bà đi. Vậy được không? Đợi vô thay đồ. Thôi khỏi đi. Đợi ông vô ông sàng sàng cái tới trưa trời trưa trật rồi. Thôi để tôi đi bộ cho nó nhanh. Thôi, nhà tôi đi chợ à. Trời đất ơi, có đã không? Nó nói không có người chở thì tôi chở cũng không chịu. Giờ cái... Chở cho bà đi bộ đi. Thương nhớ đông đầy, trong lòng buồn qua. Buổi chiều còn gặp nhau đây. Lấy con ly phê đá như cũ nha cô Hồng. Trời ơi, Mày làm gì mà đi vô im re rồi không tiếng động như mai vậy? Mọi khi á, ta thấy không thấy mày đã thấy tiếng đằng kia rồi. Nay mày làm gì vậy? Ngạc nhiên chưa? Con đang tập đi nhẹ, nói khẽ, cười mỉm chi. Phải mày không vậy Tèo? Vì sao giờ này ngồi đây không chạy xe ôm vậy? Không, không chạy xe ôm. Con nghĩ chạy xe ôm rồi. Sao kỳ vậy? Không chạy lấy gì ăn? Từ từ tính cô ơi. Cái gì mà tự tính tình tứ gì chứ? Mày thiếu tao tiền cà phê biết bao nhiêu ly rồi. Để coi đâu tao nhớ rõ lắm. 4 ly cà phê đá, 2 ly nước cam, 1 ly chanh muối. Lấy tiền tao trả tao. Thì cô cứ bán cho con đi, chừng nào chẳng 10 ly trả luôn. Thôi dẹp đi mày. Ủa má. Trời ơi, má đi chợ mua cái gì mà xách đồ nhiều quá vậy? Có gì đâu nhiều. Thì lâu lâu con trên Sài Gòn về, má thấy mấy cái đồ này nó ngon nè, mua về nấu cho con ăn. Trời đất ơi, má làm như là con năm cũng mới về một lần vậy đó. Con hả, tháng lần về hết 10 ngày rồi đó. Mua cái gì mà quá trời. Kệ tôi. Ủa, rồi sao má đi chợ xách đồ nhiều vậy, sao không gọi điện thoại con ra rước má về? Ôi, đi chợ có khi nào má mang điện thoại theo đâu. Vậy còn anh Tèo không chứ? Thằng Tèo thì mà sao mấy bữa nay má không thấy nó? Ủa, chứ không phải 7 giờ sáng nào ông cũng đợi má ngoài cổng chợ chứ hả? Thì thường thường là vậy, mà sao dạo này không thấy nó không biết. Bây giờ chỗ nào nó cũng không đứng hết á. Nghe nó như nghỉ chạy xong đâu ôm luôn rồi đó. Ủa sao kỳ tía? Sao kỳ vậy ông? Bà với thằng Tám á, xách xe đi kiếm Tèo hỏi, chứ tôi không biết nổi nha. Đi chợ vô nấu cơm đồ ăn chứ tính đứng đây tới chiều mới vô là sao? Tôi đi ăn bún riêu à. Cái gì vậy? Nấu cơm liền rồi giờ nè. Vô. Cũng ba gai lắm rồi. Xách giỏ vô cho má nghe không? Hèn chi hôm qua nay về không gặp con Tèo ở đâu hết trơn. Có khi nào ông ốm đau vụ ông nằm ở nhà không ta? Tám. Dạ. Cho ly cà phê sữa đi. Đợi chuyện chút nha cưng. Ê, làm ly phê đá con trước chứ. Dẹp, làm cho khách trước. Mày chờ đó. Làm như con không phải khách vậy. Con có order trước mà. Kệ mày. Cà phê nè. Cần gì gọi chị ha. Mình đẹp trai mà sao yêu bóng vía vậy ta? Nhát gan nữa. Mày coi gì vậy tao? Hết hồn cái vía à? Đâu xuất hiện làm con giật mình à? Làm gì mà yếu bóng vía dữ vậy? Tao với mày mà. Tại hôm nay hơi... Rồi ly phê đá con đâu? Chưa pha. Sao kỳ vậy? Cô bởi vậy con khách cũ cô bỏ bê vậy đó. Còn khách mới. Con ơi. Cái gì vậy? Sao khách này ai lạ quắc con chưa thấy bao giờ luôn á. Mày ngộ á. Ta là quán cà phê mà, thì ai vô uống trả được. Khách lạ, khách quen, khách vãng lai bình thường. Cô không, Sao? Cô có dây lòi tối không? Cô cho con mượn đi. Là cái dây xích đó hả? Ừ. Để làm gì? Con khóa chiếc xe còn lại cho chắc ăn. Sao vậy? Sao mỗi bữa tao thấy mày có khóa xe ra, mày đến quán tao mày dục đại, mày vô đây nhiều khi mày ngủ uống giấc như vậy mày còn không sao nữa mà. Bữa nay mày đặt khóa nữa. Thôi cô ơi, thời nào theo thời đó. Mấy bữa trước khác. Giờ giang hồ hiểm ác, biết ai tốt ai xấu mình phải đề phòng chứ. Tao nhận mày mắc cười. Vô pha con ly phê đá đi. Thôi mệt quá đi, tao không pha. Chừng nào mày trả hết tiền cũ rồi tao mới pha cái mới. Mấy nay con có chạy xe đâu có tiền. Cô bán thiếu triệu rồi mốt con có tiền con trả cô. Vậy nghỉ uống luôn đi. Bởi vậy cô thấy con không có tiền cái cô không chịu bán. Còn ta có... Con không? Thôi không có bán mà nó rồi. Không phải. cái tay kìa. Cái tay nhỏ đó hả? Ôm nhôm nhất à? Không phải. Cái tay đang cầm cái gì kìa? Cô biết bình gì không? Gì? Bình xịt hơi cay đó. Cái gì? Hơi cay là cái gì? Bỏ ớt đó hả? Không phải. Cái đó là hàng cấm. Tội phạm nguy hiểm người ta mới xài. Trời ơi, không có đâu mày ơi. Ở đây làm gì có tội phạm nguy hiểm, hàng cấm ở đây. Trời ơi, mày nói vậy công an phạt tao chết mày. Cô nói thiệt á. Giờ con tin đúng không? Ờ. Giờ cô giả bộ vô trong, cô pha cho con ly phê đá đi. Cái cô khóa cửa lại, khóa tủ tiền lại nha, cất chìa khóa cho an toàn. Xong rồi cô bưng ly cà phê đá ra đây. Mà cô đừng ghé đây. Ừ. Cô giả bộ cô lạng qua bên đó một xíu. Ừ. Là cô thấy liền à. Mày dụ tao pha cà phê đá phải không? Không, thiệt, pha để coi cái bình nó bình gì. Nhớ cẩn thận. À, vậy đi. Trời ơi, trời nặng quá. Nặng quá, trời ơi, không có ai xách phụ hết. Vậy đã. Mệt không? Không thấy sao còn hỏi? Thì tự nhiên hỏi con câu đổ quạo vậy trời. Xách cho giùm tôi đi. Muốn gãy hai cái tay luôn rồi nè. Hồi sáng người ta nói tao chở đi cho, không chịu. Rồi giờ than. Thì tôi định bụng á, đi ra ngoài thế nào cũng gặp được thằng Tèo. Đã nó kẹt rồi mà gặp cái gì mà gặp. Thì hồi mình đi á thì nó kẹt, nhưng mà lúc mình về nó không kẹt thì sao? Đó, rước của bà về nó cũng kẹt đó, bà làm gì nó? Mà thôi kệ đi, nó kẹt chuyện của nó. Ông xách vô giùm tôi đi. Mệt ghê luôn. Sẵn lấy tôi chai rượu thuốc luôn nghe không? Ôn chi vậy? Trời đất ơi, đi bộ đi chợ đi lội về, muốn rã cái cặp giò, lấy rượu thuốc bóp chứ làm chi, ông còn hỏi. Trời ơi, lội bộ có 1 cây số cũng làm cho lố thuốc rượu thuốc rồi nữa, mệt ghê luôn. Ông nói hay quá, sao ông giỏi đi bộ đi. Có gì không chị? Em có cần gì nữa không? Có cần nước trà hay là đá gì không em? Ồ, em có cái chai gì hay vậy? Thằng em nó bị đau mũi, em mua xịt mũi cho nó. À, vậy hả? Trời ơi, hay quá vậy ta. Mày làm tao quên muốn chết luôn à. Tao giả bộ tao hỏi, mày biết cái bình đó bình gì không? Hả? Cái bình đó là bình mũi, có nghĩa là bị viêm mũi, xịt ông nội. Xịt mũi, chứ không phải xịt hơi cay à? Cay cái đầu mày. Thôi kệ đi. Cái gì à? Bỏ trâu. Mày nói cho tao nghe, mày làm cái trò trống gì vậy? Tao thấy mày giống như người trên mây mất hồn á. Ai dựa mày hả? Ai hành mày hả? Nói tao nghe, mày bị cái gì? Nói. Cô tào lao quá, có bị gì đâu. Đừng hỏi, chuyện dài dòng nó không kể được. Vậy miễn uống luôn nha. Ê, tao kể, uống. Cô kể. Kể đi. Mày kể đi ạ. Đây. Sao? Vụ gì? Nè. Gì đó? Mấy này trên báo đăng á, một vụ giết người cướp xe ôm. Đây. Thêm 5 vụ giết xe ôm cướp xe. Ông tài xế đang chở khách bị đâm một phát trúng tim luôn. Cướp xe ôm giết tài xế. Đúng rồi. Ghê không? Thì ra bữa giờ mày không chạy xe, mày nằm ở nhà là mày coi 3 cái vụ này, đúng không? Không phải, ngoài coi mấy cái này con còn có chơi game, đánh đấm, bắn súng đồ này kia. Như tối tối con trùm mền con coi phim kinh dị nữa. Mày là thằng thanh niên trẻ mà mày suy nghĩ nông cạn. Mày tưởng tượng 3 cái chuyện đó, mày tưởng tượng như là tưởng dôi vậy đó ha. Mày tưởng tượng quá à, ha. Mày nhìn sao á, mày thấy cái bình xịt mũi của người ta, mày kêu bình xịt hơi cay. Mày mốt á, tao cầm cái viết á, tao đang viết sổ tiền nợ cho mày á, cái mày nghĩ là con dao, tao giết mày hả? Không. Mắc cười cô quá, cô làm như con bị quan tưởng vậy. Không. Tôi thôi, mày lo làm ăn đi, bớt coi ba cái tin tức ở trên mạng đi. Ba cái tin tức đó đó, có những tin đó thì nó cũng có sự thật đó, nhưng mà ít lắm. Đa số là ba cái tin tào lao, nguy hiểm lắm, thấy không? Coi nó không có tốt. Dạ, con cũng rút kinh nghiệm, mốt không dám coi mấy đó nữa đâu. Mới mốt cái gì? Dứt liền bây giờ, chứ đợi tới ngày mai ngày mốt nữa hả? Dạ. Rồi thời gian rảnh đó, kêu thằng Tám nó chỉ cho vài miếng vỏ để phòng thân hậu vệ đồ mấy. Thôi chú Hai ơi, mấy cái vỏ đó bẻ tay bẻ chân đau dữ lắm. Tao thấy thằng Tám nó có cái miếng xè cánh bướm đó, miếng nó nhẹ nhàng lắm cũng được lắm đó. Miếng nó khó vô nổi với nó lắm à. Trời thôi, cái miếng đó Tám Tàn nó làm được chứ con sao làm được. Không, cũng làm mấy chiêu đó đâu. Rồi vậy mày tính mày ở không mày đi cà nhỏng gì hoài hay sao? Đâu có đâu, con tính đợi ít bữa chừng nào mà con bớt ám ảnh á, lấy lại tinh thần cũng phải đi làm kiếm cơm chứ. Rồi chừng nào mới bớt ám ảnh? Không biết nữa. Rồi bao lâu mới lấy lại tinh thần? Không biết luôn, chừng nào cũng hết. Trời Phật ơi, rồi mới kéo qua chừng 5 năm nữa chắc mày không biết lấy gì ăn à. Ủa, ngồi đây mà cũng sợ mất xe nữa hả? Sợ chứ chú. Trời, con nhớ lại lần trước mà con sửa xe cho ông Sinh đó, con mới quay vô cái quay ra, thằng Sức nó lấy chiếc xe chạy mất tiêu luôn. Năm xu tháng rưỡi, lâu lâu nó mới xảy ra cái vụ gì chứ không lẽ nó xảy ra hoài mày. Thôi chú ơi, mình phải đề phòng chứ, nhiều khi con xui hoài, con bị hoài sao? Đúng rồi đó, mày đề phòng gì cũng được, cảnh giác gì cũng tốt. Để sáng đó ôm mà thấy khách lạ mà vô mới tướng nghi nghi đó thì mày né nó ra. Nhưng mà ngặt cái người giống người, biết ai tốt ai xấu còn nghi. Trời đất ơi, người sao giống người được, người thì giống người nhưng mà cái thành phần đó mình nhìn thấy cái cử chỉ của nó khác. Tao nhìn là tao biết liền à, tới dù mà nhìn đằng đó mà thấy nè, ốm ốm, hơi dơ dơ, lại gần đó mày nghe mùi khét khét. Mà để ý mấy cái tay nè, để ý mấy cái chỗ này nè, đó mà mày thấy có dấu đỏ 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 giống như mũi cắn vậy đó. Tóc đó thì nó dựng lên ha, mà nó đi đó, nó hay sọt sọt tay túi quần hoặc túi áo rồi đó, là mấy cái đó nó có hung khí ở trong nha. Dạ. Ờ đó, tránh nó ra. Đó, giờ mà môi thì khô, thâm nè, môi thâm. Môi thâm, còn tao là môi chì, mày đừng phải tao đâu mày dòm tao. Tao nằm cái dạng riêng môi chì, nó sang hơn cái môi thâm, biết không? Thì nó tránh nó ra. Bà lên, lên. Gì vậy? Đi đâu trong nhà chị chậm ra vậy? À đi căng tôm, được mớ ba khía người ta cho mà không biết làm gì ăn, qua cho chị chậm muối. Rảnh không? Rảnh. Lên xe tao chở qua xóm đìa. Chị? Đi coi tôm. Trời ơi, tao qua bển tao mua tôm hết rồi, giờ chắc người ta thả tôm mới luôn rồi đó. Ủa vậy hả? Ở đó mà đợi mày. Vậy thôi, lên xe đi tao chở chị nha. Ui, cảm ơn nha. Đỡ mày lội bộ. À. Tính tiền cũng sẽ ôm nha. Ê, thẳng tao xuống. Hù gì đâu mà không thấy hết hồn vậy hết à. Em có mua ly cà phê cho anh nè. À, anh cảm ơn, nhưng mà anh uống cà phê ở nhà rồi. Em cất công đi mua cho anh phải uống á. Nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết á, cầm đi. Anh ăn sáng chưa? Anh ăn rồi. À, vậy anh có khát nước không? Uống hết ly cà phê đi, rồi em đi mua nước suối cho uống ha. Thôi khỏi, anh uống cà phê đủ rồi. Cảm ơn Thủy nha. À... Vậy giờ anh có rảnh không? Anh đang bận ngồi chờ khách rồi. Khách đây nè. Là sao? Thì anh chở em đi công chuyện đi. Ủa xe hơi em đâu em không đi? Ừ, em có công đi bộ ra đây để đi xe với anh á. À, vậy bây giờ Thủy muốn đi đâu nè? Đi đâu cũng được hết á. Đi. Đúng là hôm nay nhà thấy khác ghê luôn á nha. Chăm sóc cái tình yêu bự dữ. Ok, múa gì vậy? Thì xúc xích nè, trứng nè, rau củ nè. Ok, cái gì cũng được hết đó. Miễn sao lót được vô cái bầu tử là được rồi. Tám không nghe người ta nói hả? Con đường ngắn nhất đi tới trái tim người đàn ông là đi qua cái bao tử đó. Thôi tùy Mai đi. Mà Mai nè, chỗ bạn bè tôi nói thiệt Mai đừng giận nha. Nói gì nói đi mệt quá. Bây giờ á muốn nói gì bài dài cái gì á thì ở chung nhà nè, rồi đợi nó về đi rồi nói. Chứ có đâu mà một ngày mà Mai nhắn tin gì mà liên tục cho nó vậy. Trời, tôi nhắn liên tục hồi nào? Trời ơi, rõ ràng là nhắn chứ còn gì nữa. Bữa nè, đang chạy ngoài đường mà cũng nhắn nữa. Nhắn liên tục luôn. Mà tôi nói rồi nha, đang chạy xe mà nhắn tin vậy rồi làm phân tâm là nguy hiểm lắm luôn á. Ê, nguyên ngày hôm nay tôi nhắn cho ảnh có một lần duy nhất thôi. Tôi nhắn cho ảnh á, tôi hỏi là hôm nay anh có về ăn cơm không? Ảnh nói có nên tôi mới mừng cái này nè. Ủa? Vậy không phải Mai là ai ta? Có khi là khách. Khách cái gì? Khách gì mà chở mà nhìn thân mật, ôm xà nẹo vậy đó. Thì chắc là khách quen. Trời đất ơi, Mai ơi là Mai. Người quen của nó lên trên đây nè, là tôi biết hết từng người một luôn á. Tấm đừng có nghĩ xấu cho anh Ba Gia như vậy nha. Nghĩ xấu cái gì? Có làm sao tôi nói như vậy à? Mà Mai nói thiệt, nếu như mà anh Ba Gia anh có như vậy thì tôi chỉ nói vậy thôi. Rồi mình từ từ á, mình quan sát thái độ của ổng coi làm sao, phải không? Nha, đừng buồn, đừng suy nghĩ gì nhiều nữa hết đó. Cảm ơn Tám nha. Hù. Anh về rồi hả? Ừ. À, anh có mua chè cho em nè. Chỗ này nổi tiếng là nấu chè ngon nhất Sài Gòn đó nha. Cảm ơn anh nha. Anh đói bụng chưa? Để em lấy đồ ăn cho anh ăn. Nhắc mới nhớ, thấy hơi cồn ruột rồi đó. Nhưng mà thôi, để anh đi tắm trước đã. Đi đâu ở ngoài ăn uống cho vui vẻ cho đã xong rồi ha. Rồi về á, mua có một ly chè. Mở nhà hai đứa, ai ăn ai nhịn. Nè, dù đó không phải cảm ơn tôi rồi nha. Tôi thương ông, quan tâm ông. Ông đi học diễn viên, làm diễn viên rồi ông ăn chè mập thay ra rồi sao mà diễn cho được, đúng không? Nè, Một ly chè không có nhầm nhòi với tôi hết nha. Bạn bè riết rồi, nhìn thấy phát nóng. Đây, giờ đi làm đây. Anh chạy xe cẩn thận nghe. Anh biết rồi. Thôi đi đây. Cái gì vậy? Tôi làm hết hồn à? Ông làm gì vậy? Đi theo dõi. Theo dõi ai? Còn ai vô đây nữa? Anh Ba Giai hả? Theo dõi ông chi vậy? Tôi là tôi hoàn toàn tôi không có tin cái thằng này được ha. Ở cái đất Sài Gòn này nè, lắm mối bận tâm, có ngại hả, sinh tật hư hỏng nữa. Anh Ba Giai không có vậy đâu. Không có lửa sao có khói. Tôi nói thiệt với Mai nha, tôi nhớ là cái cảnh mà nó chở con Thủy gì đó hả, ứa gan dữ lắm á. Nè, mặc vô. Mặc chi? Đi theo dõi. Mình có biết ảnh ở đâu đâu mà đi theo. Nó chỉ có một chỗ quen thuộc duy nhất là cái bãi đậu xe của nó thôi. Với lại tôi nói Mai nghe nè, sau cái vụ này á, cũng như là cái buổi diễn tập cho cái vai diễn mới của tôi. Ông định đi làm thám tử tình yêu á hả? Ừ. Thôi nha. Tôi á là thấy ông á, đóng phim riết ông bị nhiễm nặng rồi á. Không có nhiễm gì hết á. Mà mai mốt nha, tôi có đi cast cái vai thám tử đó là không ai mà hợp vai qua cái thằng tấm tàn này đâu. Đi. Ê, nhưng mà xe đâu mà đi? Xe tôi lo được. Xe tôi mượn bạn tôi rồi. Đi. Đây nè, địa bàn của nó là ở đây nè. Tôi thấy ảnh có đi đâu đâu, đang đó kìa. Ủa, biết đâu nó vứt dây động rừng thì sao? Ông nhiều chuyện thì có. Anh Ba Giai, chở em đi công chuyện đi. Kìa 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 kìa, đó, nhìn hai đứa nó kìa. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì, khách tới mà nhưng với chả nhị nữa. Thôi được rồi. Vậy Thủy muốn đi đâu? Đi đâu cũng được hết á. Thiệt là quá đáng mà. Giữa ban ngày ban mặt mà dám hẹn hò vậy đó. Rồi, xin lỗi chờ chút xíu. Alo, anh nghe nè. Anh Ba Giai hả? Ủa sao mà em gọi cho anh giờ này vậy? Anh đang ở đâu vậy? Anh về chở em đi chợ đi. Hồi sáng em đi chợ mua thiếu vài thứ. Anh Ba Giai. Tại bây giờ anh đang ngoài đường á, anh đang bận chở khách rồi. Chắc anh không về liền được đâu. Có gì chút nữa anh gọi cho em sau nha. Vậy nha. Nè. Tôi phải qua tôi nói chuyện với nó. Nói chuyện cho ra lẽ mới được. Chứ nó làm ăn người ta đâu được đâu. Thôi, mình về đi Tám ơi. Mai hơi mệt. Ba Giai, bữa nay á, tôi không có đi quay. Ông dặn Mai nấu cho tôi một phần cơm luôn nha. Ừ. Ê, đi đâu mà mặc đồ sang trọng quá vậy? Rồi mai đâu? Mai đi chợ hồi sớm rồi. Còn tôi đi có chút công chuyện. Rồi ông đi vậy rồi mai có hay chưa? Biết rồi. Thôi đi nghe. Ờ. Trời đất ơi, thiệt tình luôn á. Đi mà cái điện thoại cũng bỏ quên ở nhà nữa. Tôi chết rồi. Phải làm sáng tỏ vụ việc này mới được. Mày được lắm. Dám đối xử với mày như vậy hả? Tao quay lên làm bằng chứng nha. Mày hết chối cãi. Cuối cùng thì anh cũng đã chịu hẹn hò với em rồi. Anh ngại hả? Có gì đâu mà ngại. Thực ra anh hẹn em ra đây á là để thẳng thắn với em chuyện này. Anh không cần phải nói gì hết á. Anh chỉ cần quen em thôi. Em sẽ lo cho anh hết mọi mặt về tài chính. Trời đất ơi, sao đau bụng lúc này? Đặt giận hờn đồ. Người đi trước, người đi sau hả? Thiệt có chứ. Anh ơi, anh ơi. Anh có quen hai cái người uống nước hồi nãy không? Hai người nãy hả? Dạ đúng rồi. Tôi ở chung nhà luôn á. Ừ, vậy thì anh cho em xin tiền nước đi chứ. Hai người uống nước mà chưa trả tiền. Hả? Ủa? Mai? Sách đồ đi đâu vậy? Mai đi về. Sao đi về? Chứ giờ Mai ở lại còn ý nghĩa gì nữa? Trời đất ơi, thiệt tình luôn á. Đi về không được đâu. Từ từ nói chuyện đi. Mai không muốn làm lớn chuyện. Mai không muốn làm lớn, nhưng mà tôi quyết định tôi phải làm cho ra lẽ cái chuyện này. Tôi không bỏ qua đâu. Đó là quyết định của ảnh. Mình đừng làm ảnh khó xử. Mày nói cái gì? Nó còn thể diện như nó không mà khó xử chứ không khó xử ở đây. Chuyện nhân duyên tình cảm khó nói lắm. Không còn tình cảm nữa thì cứ nói thẳng ra đi, chứ đâu có ai ép buộc gì đâu. Chắc là anh bà già anh có lý do riêng. Tôi không cần biết lý do là gì hết. Nhưng nhìn người con gái tốt như Mai mà đau khổ như vậy, tôi không có đồng ý đâu. Cảm ơn Tám Thèn đã lo cho Mai. Nhưng mà Mai nghĩ chắc Mai phải đi về thôi. Mai không có được về. Tôi không cho Mai về. Chưa giải quyết chuyện này xong là chưa về đâu. Mai lên đây thăm anh bà Giai, mà bây giờ anh có người mới, anh phụ Mai. Mai ở đây chỉ làm trò cười mà thôi. Chứ tôi gọi điện thoại cho ông. Về đây nói chuyện ba mặt lời. Phải giải quyết xong ngày hôm nay mới được. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Điên thiệt chứ. Gọi điện thoại mà cũng khóa máy luôn. Thôi, Mai không đợi nữa đâu. Mai về. Khi nào mà có về quê thăm chú Thiếm á thì nhớ ghé Mai chơi nghe. Mai, Mai về. Mai, Mai. Ủa, em đi đâu vậy? Bà Giai, ông còn hỏi nữa hả? Ông bị làm sao vậy bà Giai? Ông nỡ lòng nào ông lừa dối Mai vậy? Tấm Tàng, ông nói gì kỳ vậy? Tôi lừa dối Mai hồi nào? Mà lừa chuyện gì? Ông còn hỏi nữa hả? Nếu mà tôi không theo chân ông á thì tôi không có biết được đầy đủ bằng chứng để mà vạch trần cái bộ mặt của ông ra đâu. Trời đất ơi, ông nói gì kỳ cục vậy tôi không hiểu gì hết. Anh không cần phải nói nữa, em đã biết hết rồi. Mai, ủa, em nói vậy là sao? Em biết chuyện gì? Ông quen cái con Thủy nào đó, giàu sang, xinh đẹp, rồi ông quên con Mai xẻo lá này nè. Trời đất ơi, rồi ông nghe tin đồn thất thiệt đâu vậy? Nếu không phải á, mắc mớ gì anh lén lút nhắn tin, rồi anh đi chạy xe, cổ lại tới tìm anh nữa. Đã như vậy á, còn hẹn cà phê, cà pháo rồi nữa. Tôi hẹn cà phê, cà pháo rồi nào? Được rồi, muốn biết không? Nè, coi đi. Thực ra chuyện này là ông với Mai hiểu lầm tôi rồi. Mọi chuyện không như hai người nghĩ đâu. Anh xin lỗi. Anh không thể chấp nhận tình cảm của em được. Bởi vì anh đã có bạn gái rồi. Bạn gái hả? Anh gạt em đúng không? Em thấy anh á, sáng á thì đi học, chiều á thì chạy xe ôm, làm gì có hẹn hò với ai đâu. Bạn gái của anh ở dưới quê. Anh ở thành phố mà còn bày đặt quen gái quê nữa hả? Thủy đừng nói vậy, Mai nghe được Mai sẽ buồn lắm đó. Mai tôi về quê muộn sớm xuống. Mà em nói cho anh biết á, anh đang học ở trên này thì sau này anh không phải làm gì ở đây à. Vì tài sớm này là vừa. Đó là do Thủy nghĩ vậy thôi. Nhưng mà với Mai thì khác. Mai sẽ chờ anh. Và anh cũng vậy. Anh đã hứa là sẽ quay trở về với cổ sau khi học ở trên này xong. Bộ anh chưa nghe câu xa mặt cách lòng hả? Hai người ở xa nhau như vậy thì sớm muộn gì cũng chia tay à? Anh nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Anh Ba Giai. Mà quên nữa. Kể từ ngày hôm nay Thủy đừng nhắn tin hay là gọi điện cho anh nữa. Anh xin lỗi, nhưng mà anh cảm thấy bị phiền đó. Còn cái vụ nhắn tin kia thì thú thiệt là cái cô gái tên Thủy đó có nhắn tin với anh, rồi cổ còn hẹn em đi cà phê. Có mấy lần cổ nói là chở cổ đi dạo, nhưng mà anh đều từ chối. Cái buổi cà phê này nè, mục đích là để rõ ràng với cổ. Thiệt không đó? Ông nữa, khùng quá à. Bày mưu tính kế tầm bay tầm bạ, rồi gây hiểu lầm với tôi với Mai kia kìa. Rồi giấu gì sau lưng đó? Mai, anh xin lỗi đã làm cho em hiểu lầm. Thực sự giữa anh và Thủy không có gì hết. Em cũng xin lỗi. Em không chịu hỏi anh rõ ràng mà lại tự suy diễn lung tung để gây ra hiểu lầm. Không sao, có hiểu lầm mới có hiểu nhau. Nè, em có thể ở lại thêm vài ngày để nấu ăn cho tụi anh được không? À, thôi, bây giờ anh đưa vô nghỉ nha. Đứng lại Mai, mày vô trong nghỉ đi, để tôi nói chuyện với bà Giang chút xíu. Rồi giờ sao? Có chuyện gì nữa? Tôi nói một lần nữa cho ông biết, ông còn thiếu tôi 150.000 với 2 ly cà phê đó. Ông còn nói nữa hả? Ông á nha, bạn thân chí cốt đâu ông thấy à, bày mưu tính kế tùm lum tùm lưa hết. Rồi bây giờ xém chút nữa là hiểu lầm với tôi với Mai rồi đó. Vừa lòng ông chưa? Cái gì? Ủa, vô nghỉ đi. Khoan, nhắm mắt lại. Chi? Nhắm mắt lại đi. Nay làm trò vậy? Có bất ngờ cho em. Bất ngờ gì không biết nữa. Trời, em còn đi nấu đồ ăn sáng cho anh với thằng cu nữa nè. Đây. Ngồi xuống. Nhắm mắt nha. Cái gì vậy ta? Không được thấy nha. Làm trò gì vậy? Bất ngờ. Xong chưa? Em còn nấu đồ ăn sáng nữa nè. Xong rồi, mở mắt á. Trời đất ơi, anh nấu hả? Anh nấu á, anh tranh thủ dậy sớm nấu cho em ăn á. Sao giỏi quá vậy? Chồng của em mà. Bà nè, ai biểu là ba cái này? Em có biểu không? Nếu em không thích thì bữa sau anh không làm nữa. Cảm ơn anh. Mà lần sau phải phát huy nữa nghe không? À, anh biết rồi. Để anh làm cho em ăn nha. À, không biết. Mấy cò Rút cò. Trời mưa trời gió hai người cũng rảnh quá ha. Chạy qua bên đây kiếm tôi không ở nhà đi. Mày mới rảnh đó. Trời đất ơi, đàn ông con trai giặt đồ hen. Hai nhái đâu? Gì? Mấy cái chuyện này á là phụ nữ trong nhà làm. À, nhái hả? Vợ tôi bị dính với xà bông cho nên tôi không cho làm, để tôi làm. Trời ơi, tao mà phải biết lấy vợ mà khổ cỡ này á, chắc tao suy nghĩ lại quá. Ủa, có gì đâu mà cực khổ. Mình ở trong nhà mình thấy gì rảnh thì mình làm thôi. Với lại này giặt đồ của thằng nhỏ chứ có đồ của ai đâu mình sợ. Không nghe người ta nói hả? Người ta nói gì? Cái con gì á, leo lên đầu phủi xuống cũng được hết, nhưng mà chỉ có con vợ thôi, một khi đã lên rồi là không bao giờ phủi xuống được. Chính xác. Hai người hay quá, làm như hai người có vợ rồi nói chuyện như đúng rồi chứ gì nữa. Theo cái kinh nghiệm đi nhiều chuyện của tôi bao nhiêu năm qua, 10 người vợ là hết 11 người được đằng đầu lăn tới đằng chân. Nói gì vậy? Được đằng chân lăn tới đằng đầu. Tao nói mày nghe này bé cò. Gì? Mặc dù hai tao chưa có vợ thiệt, nhưng mà tại vì hai đứa tao chưa có vợ cho nên hai đứa tao có thời gian nghiên cứu mấy bà vợ. Trời, nghiên cứu mấy bà vợ? Ừ, trong khi mình chưa có vợ. Cái này người ta gọi là nghiên cứu tiền hôn nhân. Để sau này mình có vợ mình khỏi bỡ ngỡ. Đúng rồi. Không nghe nói sao? Nói gì? Dạy con từ thở bơ vơ, dạy vợ từ thở làm thơ mới về. Thầy Ballet nói nghe nè, góp ý nhỏ một cái nha. Sao? Ông á, bớt nói đi, cho bớt lòi cái ngu của mình ra. Nói gì lội ngu cái đó. Có gì đâu ngu. Người ta nói gì? Dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Đúng rồi, bảy cò nói đúng á. Nhưng mà cuối cùng mày có dạy vợ dạy con mày không? Tóm lại là tao biết cách dạy vợ tao là được rồi. Bà Lít có cách dạy vợ hả? Không ấy chia sẻ cho anh em biết đi. Bảy cò thì nó có vợ rồi, nói thì nó biết đường nó dạy hai nhái. Còn tao nè, nói nhiều khi mút, tao xui xui tao có vợ cái tao biết đường tao dạy vợ tao mày. Được á. Được rồi, để tao dạy cho. Trời. Con nhai chổng không? Không. Đi rồi phải không? Chắc ăn phải không? Không để áo của vợ chồng lên áo của mình. Nếu như vậy mình sẽ bị đè đầu cởi cổ. Tiếp theo nữa, vợ nói cái gì mình phải làm ngược lại, không để vợ điều khiển mình. Mình là đàn ông, mình phải chứng tỏ mình là một người gia trưởng, một đấng nam nhi. Đúng rồi. Đúng rồi đó bé cò. Hợp lý à. Cứ nghe tao đi, chắc chắn 100% là thành công. Trời đất ơi, cái đồ điên mà. Trời ơi, gì tự nhiên chửi tôi vậy? Tôi đâu có chửi ông. Nè, ông coi đi, ông coi cái clip nè. Trời đất, trời, cái gì mà đánh dữ vậy nè? Đó, ông thấy không? Thấy con vợ ẵm nhỏ con chút xíu trên tay vậy á, mà cái thằng chồng nó quýnh á, như kẻ thù vậy đó chứ. Thằng này đâu? Bà chỉ chỗ đi, tôi xử nó cho bà coi. Tôi đi với ông. Đi. Bà Khoa, không biết nhà cửa thằng đó đâu đâu mà đòi xử. Tôi với bà cũng rảnh thiệt. Bởi vậy. Ủa mà clip đó hồi nào vậy? Thì tôi đâu có biết đâu. Mới mở coi thì thấy nè. À, cái clip này lâu rồi. Nè, có comment dưới đây nè. Cái này là có xử phạt hành chính rồi. Là phạt tiền rồi đó. Cái gì? Vậy á mà chỉ có phạt tiền thôi đó hả? Tía má ơi. Ủa? Nhái. Ủa? Con. Tía má con mới qua. Con có này cho tía má nè. Đây. Tên. Con có mớ cam giường đem qua cho tía má dắt nước uống cho mát. Sao không để bển cho hai vợ chồng uống đi, đem ra làm chi vậy? Thôi đi, nhà con nhiều cam lắm rồi. Ủa? Tía má coi cái gì đây? Đang coi cái clip. Mình thấy tức quá trời nè. Cái clip mà bữa nay rần nè. Mấy nay còn có coi vụ này không? Con coi mà con tức á. Thiệt, thằng chồng nó có cũng như không. Đi cho đã rồi về đánh vợ đánh con. Mà tía hỏi thiệt nè. Dạ. Thằng mấy cò đó có ức hiếp gì con không? Dạ không tía. Ảnh mà dám ức hiếp con là biết tay con. Tía má an tâm nha. Nó mà ức hiếp gì á con phải nói cho tía má biết liền nghe không? Rồi con biết rồi. Lỡ mà có chuyện gì á là con về con mét tía má liền à. Nha. Không có giống cái thằng trên mạng này đâu. Nhái. Dạ. Ủa? Cái tay con bị sao vậy Nhái? Ủa? Bị gì ta? Trời trời. Cái tay mày bị sao mày đang thui mà không biết luôn? Thì chắc da chạm ở đâu đó thôi. Mà vết thương nhỏ xíu rồi, có đâu đáng gì. Hình như bên đây nhất hơn nè. Từ từ nó cũng tới hết trơn à. Đó, nè. Cũng dẻo cái nó giận bà mềm mình luôn. Mềm như chết chú Mục luôn. Biết rồi. Dạ thưa tía má mới qua. Ủa má? Má bị nhức vai hả? Sao vậy? Thôi tao không có nói vụ bà nhức vai cho mày nghe đâu. Chắc đêm qua ngủ sai tư thế hay sao á. Thôi đừng có dối lòng. Thôi nào giờ mới thấy tí massage cho má đó nha. Trời, tao làm hoài vậy. Thiệt không anh? Thiệt. Nhưng mà thường ở trong phòng thôi, chứ ở ngoài này ông mắc cỡ. Thôi, chuyện ai làm nó biết, nói hổng lỗ hết giờ. Tại ông quan trọng quá vấn đề thôi chứ. Tôi thấy bình thường mà. Đúng rồi đó Tiến, bình thường con hay massage cho vợ con lắm. Mày khác, tao khác. Rồi massage nãy về xong rồi đi chợ đi, tính ngồi đi tới chiều hả chị? À quên nữa. Ủa mà bữa nay ông muốn ăn món gì? Cá chi vàng chiên tươi chấm mắm gừng. Ngon. Ký thịt nọng, muối xương xương chiên chung luôn. Biết rồi. Cả salad rồi kia nữa. Rồi mua cá chi vàng á, cá chi phi bạn ên à. Rồi biết rồi. Hai đứa con ở nhà nói chuyện chơi ha. Dạ. Ủa bà đi chợ bà đi đi. Một tía con tôi muốn làm gì làm. Mắc gì bà sắp đặt. Chơi. Đi lẹ lẹ về nha. Ra ngoài chợ rồi tắm tới chiều mới về đi. Mệt quá. Công nhận tí mình quay thiệt. Sắc đồ khôn dễ sợ, toàn là đè mình không cũng được. Nằm dưới, nằm trên, nằm dưới, kẹo trên nè, kẹo. Ủa kỳ vậy? Kết cụ cũng đè đầu cởi cổ mình chơi cho không được, chua lắm. Cho nằm dưới hết luôn. Đó. Đè lên nè, nằm trên hết, lúc nào cũng nằm kẹo trên để cho chặt. Anh làm gì anh cười tủm tỉm vậy? Đâu có gì đâu. Anh nhà coi nhà nha, em đi chợ. Đi chợ đi, anh coi nhà cho. Ê, quên. Gì vậy? Không được. Sao mà không được? Chúng hồi anh đi có chuyện rồi, nên anh không có coi chừng nhà được. Chết rồi giờ sao ta? Ai biết. À, em tính vậy nè. Tính sao? Em khỏi đi chợ. Anh á, chút đi công chuyện xong sẵn vô chợ mua đồ ăn luôn nha. Em ở nhà coi nhà. Ủa, nói vậy là anh là người đi chợ hả? Ừ. Không có được. Chứ hồi anh đi công chuyện xong cái anh không có ngang chợ nên không có đi chợ được. Vậy giờ sao? Ai biết làm sao. Vậy thôi nhịn luôn nha. Không ấy, em điện thoại cho má, nhờ má đi chợ giùm đi. Để em gọi má thử. Alo. Ê, sao rồi? Mấy này sao? Kể coi. Có áp dụng cách tôi chỉ chưa? Ngon lành cánh đào. Cứ vậy mà phát huy nha. Mà tôi thấy tôi đối xử như vậy hơi ác với vợ tôi quá. Nhân từ với người khác là độc ác với bản thân mình. Đúng rồi đó. Cái này là mình làm để mình dạy vợ, chứ đâu phải hành hạ vợ đầu sở. Bây giờ nè, 2 bước đầu đã thành công, còn bước cuối triển khai luôn đi. Ok. Anh. Ừ. Anh xuống quét nhà giùm em đi. Đang bận. Anh làm gì mà không rảnh? Chơi game. Thôi tí nữa chơi. Xuống quét nhà phụ em cái. Xếp xong quét. Gót miếng nước uống coi. Hả? Gót nước uống coi. Ủa sao nước đó không uống đi kêu rót? Nước chanh sát uống không có vị gì hết trơn. Bỏ miếng trà, miếng đá vô uống cho nó ngon miệng. Uống nhiều đá hay là ít đá? Để làm sao đừng bị ghét cổ họng được rồi. cái này mà ông Tèo nhưng mà Lít thấy mình hoài vậy chắc nể mình lắm. Dạo này ông bị sao vậy ta? Có hiểu thiệt. Ê bà Lít, nãy bảy cò nó gọi điện nó phê với tao á, là bây giờ nhái nó sợ cò như sợ cọp vậy mày. Giờ cò mà nói chuyện cái là nhái nó im re, nó im phăng phắc, nó gầm gấp nghe theo luôn á, không dám cãi. Ê Tèo, mày thấy tao nói hay không? Vợ là phải dạy chứ không thôi hả là nó leo đầu mình nó ngồi. Mà bảy cò nó khôn, nó nghe lời tao á. Đó, bây giờ hả, nó mà nhái không nghe cứ một cuốc sang nghe ngàn thu vĩnh biệt cho tao. Hay quá Mười, tao có bí kíp lận lưng để mai mốt tao dạy vợ tương lai của tao rồi. Vợ gặp bảy cò đãi mình chầu cà phê mới được, trả công mình dạy nó. Đúng rồi. Cái ông cò này, ông về nhà biết tay tôi. Đúng là trụ cột gia đình là phải gia trưởng. Mình kể cho ông Tèo bà Lít nghe, hai người đó chỉ biết là câm nín nghe mình nói thôi. Tình mình còn nể mình, nói chi là hai thằng chả. Giờ em chờ anh về hả? Đúng rồi anh. Đúng, quá vậy chứ. Chồng đi ăn nhậu là vợ phải ở nhà ngồi chờ cửa chồng về. Giỏi. Đúng rồi, giỏi. 10 điểm về chỗ gì rồi. Được, mình chờ gì nữa. Sao không biết, mở cửa anh vô coi. Dạ. Dạ. Ủa, nghe rồi, anh chưa có vô nhà, mở cửa anh vô. Đi đâu mà đứng im đó, đứng im đó. Đứng im đó. Gì, vô ngủ. Đứng im đó. Về. Anh á, từ rài trở về sau, muốn đi đâu đó thì đi, muốn ngủ nhà đó thì ngủ. Miễn là đừng có về nhà là được rồi, vậy nha. Không có được, nha, giờ. Em nhớ anh ngoài này. Rồi anh ngủ ở đâu bây giờ hả? Anh đi qua nhà anh Ba Lít á, với anh Tèo, xin ăn ở đó, ngủ ở đó, vậy nha. Không có được, dạ. Rồi vợ con gì đâu kỳ cục. Bây giờ tôi mát tí má. Má quá trời quá đất, ai biểu nghe lời người ta làm chi, rồi giờ vậy đó. Dạ con biết lỗi rồi má. Má suy nghĩ cách nào cho con đi má. Cách nào nữa thì có nước về bển năn nỉ rồi xin lỗi nó, bỏ qua rồi mừng. Tiếp đừng kêu tới tên tao à. Vụ gì với vụ này tao chạy đã bị mấy lần rồi. Ủa, ở nhà con cũng thấy tía độc tài lắm mà, con thấy vậy cũng định học theo tía luôn á. Trời ơi, độc tài cũng tùy theo cái chuyện độc tài chứ. Có những chuyện tao dám không? 10 mạng tao còn không dám, đừng nói mạng tao cho má công. Bao tử trong nhà này nè, bà nắm hết á. Bà dám độc tài không? Bà bỏ đói một cái thư coi teo bao tử không? Cái thời buổi này là thời buổi nào rồi mà còn cái tư tưởng chồng chúa vợ tôi. Má là má không thích rồi đó. Dạ, con biết lỗi rồi. Vợ chồng á là phải biết chia sẻ, quan tâm, yêu thương nhau, tôn trọng nhau. Vậy mà còn chưa ăn đời ở kiếp với nhau được nữa đó. Tưởng nghe lời ai, nghe lời hai cái thằng ế chảy nước luôn cũng nghe lời. Dạ, con biết lỗi rồi nhưng mà giờ con biết sao giác mặt về bển giờ. Má về đi, má gọi điện cho con nhái rồi đó. Ủa, thiệt hả má? Tao xác nhận rồi đó. Dạ. Nhá nó đồng ý thu nạp một lần nữa đó. Thế chạy hả Tía? Vậy bây giờ con về bển nha Tía Mắc. Thưa Tía Mắc, về bển nhớ xin lỗi nó nghe không? Dạ. Thằng sợ vợ khủng khiếp. Bước giống ai? Chắc giống... Ôi... Chính như đàn bà thấy cuộc đời xong. Chúc mừng mày cò ơi. Dạ. Anh xin lỗi em. Anh biết anh có lỗi rồi. Anh xin lỗi em. Anh hứa từ đây trở về sau á không nghe lời số bậy. Ủa, tôi nghe ta nói là anh muốn dạy tôi mà. Đâu đâu, đứng ra đây đứng dậy thử coi coi. Đi lẹ 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 lên, đứng ra đứng dậy coi thử. Anh không dám. Hay quá. Vợ chồng êm ấm thì không muốn. Muốn xào xáo lên đúng không? Đúng không? Không. Anh hứa với em là từ đây trở về sau là anh sẽ giống như trước. Anh sẽ phụ em công chuyện nhà. Em nói gì anh cũng nghe hết. Thiệt không? Anh thề luôn á. Tôi là tôi nể má. Má gọi điện qua đây năn nỉ giùm cho anh, tôi mới đồng ý nghe không? Chứ không, đừng có hòng. Cảm ơn em, tha lỗi cho anh. Em uống nước cho hạ quả. Tức thiệt á. Nghe lời ai không nghe. Đi nghe lời ông Ba Lít với ông Tèo. Từ rày trở về sau là không có được nghe hai cái người đó nữa, nghe không? Anh hứa từ đây trở về sau là anh không bao giờ nghe lời xúi giục của hai người đó nữa. Hay quá. Nếu mà hai ông đó mà có gặp anh hay có điện thoại cho anh là anh chối liền luôn á. Em uống nước cho hả vậy. Trời ơi, Ba Lít này chắc chết cũng linh lắm nè. Nghe nè Ba Lít. Ê bé cọ, ra ngoài quán cô Hồng nè. Tôi với thằng Tèo đang ngoài này. Ra đây, đang có chiều mới. Ồ vậy hả? Nói nghe nè, vợ tôi có lời nhắn nhủ với ông á. Sao? Ông ở đâu là xử ông ở đó. Ê, ông cũng đừng có nói gì vậy. Là tôi với thằng Tèo đang ở quán cà phê của cô Hồng nha. Đâu có, mình đang quán cà phê mà. Đi xa rồi. Thằng Tèo chở tôi đi liền luôn nè. Rồi. Chắc chạy mất dép rồi. Đừng giận nữa mà. Gì vậy? Sao tự nhiên đi xa? Kế hoạch dạy giờ đã bại lộ. Hai nhái biết trơn cái trội rồi. Nó nhắn là nó gặp tôi với ông ở đâu là nó xử ở đó. Chết cha rồi mày ơi. Rồi lỡ tao chạy xe ôm, tao gặp hai nhái rồi hai nhái nó quýnh đầu sao? Ba Lít. Ủa Ba Lít đợi tao. Ba Lít. Em đánh răng rửa mặt xong ra ăn sáng nha em. Trời đất ơi. Anh nấu á. Ủa em. Hả? Con dậy chưa? Chưa, đang ngủ á. Chị tranh thủ ăn đi chứ hồi con dậy cũng lo cho nó. Trời ơi, sao nay giỏi dữ ta. Chồng của em mà. Coi chừng nóng nha. Em ăn hột gà không? Anh lấy hột gà đập vô. Thôi được rồi, anh ăn đi. Ăn đi, xong để đó, anh rửa chén cho. Sống ăn đi, còn nóng ăn cho nó ngon miệng. Anh ăn đi. Trời ơi, từ từ. Ông làm gì ông lo tôi đi dữ vậy? Thì rảnh giờ nào đi giờ đó. Lâu lâu thì mình cũng phải qua coi vợ chồng nó sống làm sao. Chứ bà không nhớ giúp bầm chân tay còn nhái bữa sao? Nhớ rồi. Thì đó, biết đâu mà vợ chồng nó lục đục, nó giấu mình sao? Tôi có hỏi á, mà nó cứ nói không có chuyện gì hoài à. Bây giờ mình phải qua, mình chứng kiến tận mắt mình mới tin được. Đúng rồi, qua bất thình lình như vậy nè thì mới bảo đảm được sự thật. Nó mà ăn hiếp con nhái là nó chết với hết liền. Gì vậy? Thôi để em dọn cho. Thôi anh dọn cho. Để em dọn. Anh dọn cho. Anh nãy anh nấu rồi. Thì bây giờ anh dọn luôn cho. Thôi mệt ghét. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy không? Bắt quả tang chưa? Mày hết chối hả mày ha? Quả lắm rồi, quả lắm rồi. Chuyện gì vậy tí má? Dạ, bắt quả tang vụ gì tí má? Không có gì. Không có mà. Dạ. Ủa mà sao hôm nay tí má qua nhà con sớm vậy? Ừ thì trời ơi tụi nó sáng đêm ngủ không có được. Nhớ thằng Cốc, sáng sớm là được chạy qua đây thăm Cốc liền vậy đó. Đúng rồi, nhớ thằng Cốc. Trời ơi Cốc đó thôi. Uống nước sao? Cảm ơn anh. Trà thơm anh, rót ra nghe mùi thơm phức. Trời ngon lắm. Sáng Sáu nó gửi về. Dạ Tiến mới qua. Dạ chú Sáu. Mấy đứa. Thưa chú Sáu. Hai đứa trên xã vậy hả? Dạ. Ủa trên xã bên đây làm gì mà tao thấy bà con tao bu lên đó đông dữ vậy bay? Dạ người ta nói gì họp về cái tái cơ cấu nông nghiệp á Tiến, chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ớt. Vậy đó hả? Ôi rảnh. Trồng lúa lo trồng lúa đi. Bày đặt tái cơ cấu mà đổ qua trồng ớt chi cho nó mệt vậy. Nhưng mà nói vậy thôi chứ thiệt ra là tôi có 2 công ớt đang chờ thu hoạch. Tôi đợi mà có giá một cái là tôi tung ra tôi bán liền. Công nhận nha, mày lanh thiệt nha. Ở Xẻo Lá này đó, mày trồng ớt đầu tiên đó nha. Chứ ai nữa. Trồng ớt á thì thu nhập nó cao hơn trồng lúa, nhưng mà nó còn tùy theo thời tiết, thời điểm nữa nha. Anh khỏi phải dạy. Tôi đã đầu tư tôi trồng ớt rồi là tôi nghiên cứu thiệt là kỹ luôn. Với lại đất mình trồng lúa hết rồi, đâu còn đất trống đâu mình trồng ớt. Nên thôi con không nghe nữa, con đi về sớm cho khỏe. Nhảy. Dạ. Đổi gì cho chú mượn coi con. Chú mượn coi. Trời ơi, trái ớt mà tôi tưởng nó vẽ cây đao không chứ. Ê cái này ngộ ha. Kỳ này mà ớt đúng bánh nha. Tôi làm một mớ vòng như vậy nè. Tôi đội đi cùng làng cuối xóm cho người ta biết là danh của Sáu lắm. Đúng rồi đó, tao thấy cái mặt mày đội cái đó vô hộp đó, dòm y như con tê giác vậy đó. Hey! Mày đừng có hùa tao tía tụi bay nha. Anh sợ sức móc mỏ tôi hoài à. Nè, mai mốt tôi mà trúng mùa ớt, đừng kêu tôi Sáu lắm nữa, kêu tôi là đại gia ớt hiểm được không? Con á, là con kêu anh Bảy Cò nè, thuê đất rồi trồng ớt, vậy mà anh không chịu á tía. Thôi em ơi, trời ơi, anh vừa trồng lúa rồi anh vừa nuôi heo nữa. Thời gian đâu anh trồng ớt. Đúng rồi, con mình nó mà biết bao nhiêu việc, làm sao mà làm cho nó sể vậy. Cái tánh thằng này nè, nó giống y chang anh Hai vậy đó. Cứ ăn chắc mặt bên hoài. Con ơi, con phải nhớ ông bà mình có cái câu là có phước làm quan, có gan làm giàu. Mày phải liều mày mới giàu được. Thôi, vậy cho nó chắc, chú ơi. Làm nông này á, hồi nào tới giờ đâu có ai giàu đâu. Tôi đồng ý với anh. Làm nông á là khó nói chuyện làm giàu lắm. Phụ thuộc nhiều thứ lắm. Đủ ăn là mừng rồi. Nhưng giàu là mình mừng hơn chứ, đúng không? Ui gì nữa. Ô bạn. Dạ Phật ơi. Thằng này nó giống tôi à. Bạn à. Mày cũng đi sinh xã vậy đó hả? Hai ông bay đổi hai này thì giờ mình thấy giống như tê giác mẹ tê giác con quá ha. Thôi mày bỏ ra giùm tao một cái đi. Ông bóc họng nữa đó. Dạ cái này là ớt mà. Dạ. Con đi chung với hai đứa này nè. Dạ. Ê Ba Lít, rồi có định chuyển qua trồng ớt không? Thôi, đó giờ tôi đâu có biết làm nông đâu. Rồi cái gì tái cơ cấu gì đó. Thôi, khó quá tôi không làm đâu. Cái bạn mặt thằng này nè là biết có tái nạm gạo ở trong tô phở thôi. Chứ tái đầu tư sức mấy nó biết. Sao kỳ cục quá. Thôi, mà con nói cho mọi người nghe nè. Lúc nãy á, hai đứa bay không chịu ở lại đi. Đi về chung với tao là gặp chuyện hên rồi. Gì vậy? Gì hên gì? Con gặp công ty phân bón. Họ đang có cái chương trình quảng cáo. Nè, người ta tặng cho con cáo thun luôn nè. Đẹp ta. Dạ. Ủa, chỉ vậy thôi hả? Còn nữa, cái này mới hên dữ luôn nè. Là họ có cái chương trình bốc thăm trúng thưởng. Con đưa cái tay vô, con bốc cái thăm ra cái trúng cái rẹt. Trúng cái gì? Thì nó mới nói đó, nó trúng cái rẹt. Không phải. Trúng một chỉ vàng. Trời đất ơi. Chỉ vàng. Hôm nay ăn hên thiệt chứ. Ta nói để làm thủ tục xong vài ngày nữa người ta mới gửi về cho con. Xong đổi lấy tiền ra trước đi cho chắc. Con nghe nói vàng càng ngày càng lên nên con để dành. Thằng này nó tính kỹ thiệt anh hai. Ê ba Lít, sao trúng được vàng hay quá vậy? Thì tôi mua phong bắn ruộng, cái người ta cho tôi bốc không trúng thưởng. Ai dè trúng thiệt. Anh Ba Lít, anh mua phân bón ở đại lý nào mà được khuyến mãi hay vậy? Đây nè, ở hãng này nè. Đó, để lát tôi gửi qua cho. Dạ được á. Anh Bảy hả? Em thấy anh mua phân bón hoài à, mà sao không thấy khuyến mãi đâu hết vậy? Thì bên anh cũng có khuyến mãi mà. Tao khuyến mãi áo thun à. À tôi biết rồi. Chắc là cái chỗ ông mua á là cũ rồi, người ta không có chương trình khuyến mãi. Còn cái này nè là cái thương hiệu người ta mới ra, nên người ta tổ chức bốc thăm đồ mạnh lắm để quảng cáo mà. Trời đất ơi, uổng chưa? Mà sao anh không tìm hiểu cho kỹ vậy? Anh đâu có biết đâu. Thiệt tình luôn á. Anh đâu có biết đâu. Cái thằng quỷ, tự nhiên nói vụ trúng vàng chi vậy? Ơ trời. Dùng lửa thử vàng, dùng vàng thử đàn bà. Trúng thì tôi nói trúng thiệt chứ bộ. Trúng cái con khỉ khôn. Nhai đại anh nhai. Giờ tình anh đã không. Ui. Ủa bà Tư, đi bán gì vậy bà Tư? Bà Lít mua hôi phụ bà Tư đi. Trời ơi, sáng giờ bán được không? Bán gần hết rồi, còn nhiêu đó đó. Nhà con còn khô, nhưng mà con sẽ mua ủng hộ bà Tư. À, vậy tốt quá. Này gần nhiêu vậy bà Tư? Bán cho người ta là 30.000, lấy rẻ con 27.000 thôi. À dạ. Ê, rồi nè, 30 đi, khỏi thôi. Bà bán cho người ta làm sao, bà bán con vậy thôi. Vậy hả? Cảm ơn con nghe. Dạ. Ủa mà hôm bữa con nhớ bà bán trái cây mà, sao bữa nay bà chuyển qua bán khô vậy? Trái cây thì cũng phải bán theo mùa, mùa nào trái nấy. Bữa nay trái cây nó ít, thành ra bà Tư bán khô để đổi gạo. Con thấy bà lớn tuổi rồi, sao bà không ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng có đi bán, lỡ có chuyện gì mệt lắm. Ở không, chán lắm. Với lại đi mần nó mới vui bay ơi. Ủa sao ngộ vậy ta? Theo con nha, là con thấy ở không nó vui hơn là đi mần. À chắc là bà già nên bà đi mần vui hơn ở không. Cái thằng mà chắc là vậy đó. Bây giờ hết khô rồi, sẵn đường con lên xe con chở bà về nhà luôn, bà khỏi lội bộ. Thôi con về trước đi. Về trước đi, bà chút nữa bà về sau. Bà là còn nguyên một vỏ khô dưới đó luôn hả? Mấy bữa một tí nó về là tôi phải bán cho hết đi, chứ để nó về nó không có cho tao đi bán đâu. Mà nè, mai mốt nó về con đừng có nói với một tí, ở nhà tôi đi bán khô nghe không? Dạ con biết rồi, con không nói đâu. Giỏi. Dạ. Ui Tư, cái gì? Con thấy cái đường này vắng lắm, không có cái nhơn nào đâu. Không ấy bây giờ bà lên xe đi, con chở bà ra ngoài quốc lộ 1A, ở ngoài đó đông người lắm, cái con bắt khách con bán cho bà, mau hết khô lắm. Thôi, con đi mình đi, vậy phiền con lắm. Thôi có gì đâu, trời ơi. Đây, lên. Được trời phải ơi, không? Sớm ghiền với nhau không chứ có gì đâu Tư. Rồi, ngồi chắc nha bà Tư. Anh là ba. Vậy sao trời? Tư. Con. Ủa? Sao Tư đứng đây vậy? Cái thằng Ba Lít nè, nó nói nó chở Tư đi bán khô, mà nó đi một mình mất tiêu rồi. Trời đất ơi, cái ông Ba Lít này sớm xa sớm sát thiệt chứ. Đây, đưa con cầm cho, để con đưa Tư về. Ở ngoài quốc lộ á, đông người lắm. Với lại á, người ta thấy bà Tư già, người ta thương cái là người ta mua liền à. Ủa, sao nãy giờ bà không có nói chuyện với con gì hết vậy? Tư ngại đúng không? Con chứ không phải giống như thằng Tèo mà lấy tiền xăng tiền. Bà Tư đâu rồi trời? Chết bà tôi rồi. Bà Tư. Trời ơi, bà có rớt cái sông không vậy trời? Bà Tư ơi, bà Tư ơi, bà Tư. Ôi bà Tư. Cái gì vậy? Ba Lít, mày làm cái gì vậy? Rồi hàng hỏng của tao đâu rồi? Cô để lên xe nè. À Lít. Hả? Anh chở bà Tư thì sao? Hồi anh đi mình ên vậy. Rồi để bà ở đây lỡ có chuyện gì thì sao? Anh đâu có biết đâu. Anh tưởng đâu bà Tư lên rồi. Cái thằng vậy rồi giờ sao mà Tư đi bán? Bà khỏi bán. Đây, bây giờ để con bán giùm cho bà Tư luôn. Nhảy. Hả? Em hộ tống bà Tư về nhà giùm anh nha. Yên tâm đi, con đem tiền về cho bà hết à. Khô có ế, con đem về luôn, không đem đi nhậu đâu. Dạ. Nhớ nha. Trời, rớt đồ. Không sao, không sao, không sao. Rồi. Được không? Được. Khô bà Tư đi. Khô bà Tư đi. Thôi kệ anh đi bà. Qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm sờ ba má em buồn lòng. Ui, lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây. Ê, nè tụi con. Chú Sáu. Chào chú Sáu. Chào chú. Đi mần ruộng hả? Dạ. Dạ. Chàng ơi, dòm đứa nào mặt mày đen thui đen thích, thấy thương hết sức vậy đó hả? Ê, biết gì chưa? Báo tụi mày tin vui nè. Tin gì chú Sáu? Giá ớt bây giờ là nó tăng vun vút. Nó tăng gấp 2, gấp 3 lần luôn rồi. Mà trong dự kiến là ớt nó còn tăng nữa, tăng gấp 3, gấp 4 lần. Trời đất ơi. Vậy là đợt này coi như nhà của chú Sáu vô mánh nó còn gì nữa. Xuống ghê vậy. À, thường thôi. Thì cũng nhờ chú. Cái đầu chú nó linh hoạt, chú đoán biết trước được tình thế. Bây giờ chú dặn mấy đứa nè, nhà đứa nào còn ớt giữ lại khoan bán, chờ ớt mà lên giá nữa bắt đầu mới tung ra bán, nghe chưa? Nguyên xẻo lá này có mình chú Sáu là nhiều công ớt nhất. Tụi con còn không có một cây nữa, lấy đâu mà để dành. Trời ơi, thấy thương không? Thôi tao chỉ nhắc hờ vậy thôi, còn làm hay không là tùy tụi bay. Thôi chú đi nghe. Dạ chú Sáu đi. Qua lối nhỏ vào nhà em. Trời ơi, có cây ớt. Bây giờ ớt đang có giá, gặp ớt ngoài đường là phải nhổ đem về nhà trồng liền. Công nhận chú Sáu ổng hên dễ sợ. Anh nghe vậy mà không biết làm theo. Từ rày về sau á, hễ mà thấy chú Sáu làm cái gì là mình bắt chước làm cái đó liền ngay lập tức. Ý kiến đúng. Hai vợ chồng ông á, thấy chú Sáu làm cái gì cứ làm theo đi, đảm bảo thành công. Ê ba Lít. Rồi có định làm chung với vợ chồng tôi không? Không, đâu có đất đâu, đất của tía tôi. Thôi đi làm chung đi, rồi lỡ như mình không biết cái gì á thì mình chạy qua mình hỏi chú Sáu. Trời ơi, hai người tưởng làm ớt dễ lắm hả? Khó lắm á. Bây giờ tôi canh me mua phân bón, hễ có chương trình bốc thăm trúng thưởng cái tôi bốc thăm liền, tôi trúng vàng. Đó. Nè, khỏi tốn công, khỏi tốn vốn, khỏi tốn thời gian. Đi lại nãy giờ vậy? Hả? Cảm ơn anh. Không nước sao? Dạ. Đợt này bà ớt lên chóng mặt luôn ha. Ừ. Ai chóng mặt thì chóng chứ tôi đâu chóng mặt đâu. Tôi ngồi tôi đếm tiền khỏe ru à. Mày năm nay chúng lớn rồi, làm chơi chơi mà ăn thiệt ha. Ai nói anh tôi làm chơi? Tôi làm chơi mà tôi dám bỏ tiền đầu tư 2 công đất để tôi trồng ớt hả? Thôi mày làm ăn lớn. Nói vậy tôi chịu à. Mày trúng cái đó đó, mấy đứa nhỏ trong nhà nè, bẫy cò đồ đó. Sao? Phân bì quá trời. Ủa mắc cái phân bì. Tôi nói anh nghe, tại vì ớt bây giờ nó đang có giá. Mà hồi đó trồng lúa má ta nó thất mùa, mà bán không có được giá. Tôi mới bỏ lúa tôi qua tôi trồng ớt. Mà thôi, anh nói tụi con anh nó cũng đừng có bắt chước tôi làm gì. Thử thời giờ mà mấy thằng con anh mà nó bỏ lúa nó trồng ớt như tôi coi. Trời ơi, sức mấy mà nó bằng tôi. Đúng rồi, con người ta nó cũng có cái số. Chứ sao? Trời kêu ai nói dạ mày ơi. Anh kỳ lắm nha. Sao kỳ? Tôi trúng mùa ớt thì tôi cũng sắm sửa đồ đạc trong nhà, tôi mua cái xe mới. Chứ tôi có làm gì không phải lòng anh đâu mà anh cứ móc mỏ anh sân si với tôi hoài à. Trời đất ơi, mày trúng ớt á, tao mừng cho mày không hết. Mắc gì tao sân si với mày làm chi? Anh mừng mình sao cái mặt anh nó quạo đi không hả? Tại cái mặt tao vậy đó. Trời, con lại trời Phật. Mong trời Phật cho mau có mưa xuống giùm con đi. Mưa xuống con, mưa. Anh làm cái gì vậy? Anh đang cầu mưa. Cầu mưa làm chi? Mưa xuống chứ chi. Ủa? Cái máy bơm anh chưa sửa luôn hả? Anh sửa rồi, mà hư nữa rồi. Giờ lúa đang thiếu nước, anh không biết phải làm sao giờ. Thời tiết năm nay sao mà chán ghê á. Nắng gì mà nắng dữ vậy không biết. Biết vậy mình trồng ớt sớm cho rồi. Giờ đỡ biết nhiêu. Thì anh cũng chuyển qua trồng ớt rồi. Nhưng mà hy vọng gỡ gạc được chút đỉnh. Cả cái xóm xẻo lá của mình nè, ai cũng trồng ớt hết. Mình thì trồng mới có một miếng à. Biết gỡ gạc được gì không nữa. Cũng hy vọng vậy thôi. Mười mấy bữa nay á, bà dọn cơm tôi không thấy bà cho tôi ăn trái ớt nào chân nha. Ông làm như ông ăn ớt giỏi lắm vậy. Ăn gì bao nhiêu mà bữa nào ông đòi ớt. Ớt thấy gì ăn á, nó có cái vị thuốc này ăn vô nó sáng mắt đó. Để vài bữa nữa con thu hoạch ớt. Dù cho trái ớt nó có cao cỡ nào đi chăng nữa, con cũng sẽ để dành một mớ cho tía má ăn. Nghe ăn dâu nói câu nghe mát lòng mát dạ liền. Vợ con nó tiếc. Vợ mày nói nghe còn được hơn vợ tao. Vợ tao ỷ lớn á, nói nghe bực. Tiếc, năm nay á con có cái để gỡ lại cái mùa lúa rồi. Ờ, đúng rồi đó. Tao nói lúa năm nay thất thu, nhưng mà được cái như nhà chú Sáu á, không thấy không? Trúng một ớt một cái, trời ơi, trang hoàng nhà cửa lộng lẫy luôn. Má yên tâm đi, con mà trúng ớt hả, con trang hoàng nhà cửa cho tía má còn mê hơn nữa. Đúng là trời thương, đang nắng vậy, mưa ào cái cho mát, bảo đảm mùa ớt này mình thắng chắc. Anh, hồi nãy bên nhà tía má anh chưa trang hoàng lại nhà bển là sao? Là anh mua tivi mới cho nó bự hơn, mua máy lạnh mới cho nó mát hơn. Vậy còn tía má em thì sao? Tía má em à, thì y hệt vậy chứ làm sao. Vậy còn nhà mình thì sao? Y hệt vậy, để nguyên, không lắp gì hết. Không. Ủa, là không sắm gì hết trơn á. Mày yên tâm đi, anh không sắm đồ trong nhà, nhưng mà anh sắm vàng cho em. Như là vòng nè, dây chuyền nè, mua cho em nhẫn nè ha, mua cho lắc nè ha, mua cho xi men nè ha. Thậm chí anh mua nhẫn cho em đeo ngón chân luôn. Thôi đi, em toàn là làm mấy chuyện xinh lắm tay vùng không à. Đeo mấy cái vàng đó đổ ten hết. Trời, anh mua vàng thiệt chứ có mua vàng giả đâu mà nó đổ ten. Anh mua vàng thiệt hả? Ừ. Thôi đi, anh làm như mê vàng lắm bằng. À quên, bây giờ vợ anh không có mê vàng mà mê ớt. Con Tám Thằng nó không thấy ăn cơm. Nó ăn cơm trước rồi đi chơi với bạn. Cha, lâu dữ rồi mới thấy bà cho tôi ăn ớt lại nha. Thì tự nhiên ớt nó lên giá ào ào à. Rồi giờ rớt giá rồi. Ngày nào ông cũng có ớt ăn hết. Khỏi đòi. Biết ngay mà. Thấy gì ớt là biết rớt giá rồi. Để chết cha. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Vợ chồng bãi cò đầu tư trồng ba cái ớt nè, bây giờ rớt giá kiểu này rồi sao?